Triệu hồi cuồng triều ở mặt thế chương 339, trùi nhặn, xin chào một. Nhìn thấy ánh mắt và ngữ điệu khẳng định của Văn Vũ, Tôn Tuyết Vi im lặng một lúc lâu, vẫn đưa quyển trục tới trước mặt Văn Vũ. Cảm ơn anh, nhưng kỹ năng này, tôi. Văn Vũ lắc đầu, trực tiếp lui về phía sau hai bước, cũng không nhận quyển trục. Nó là thứ cha cô tặng cho cô, cũng là tình yêu thương của một người cha dành cho con gái, hy vọng cô có thể vận dụng nó. Chúng ta bỏ qua vấn đề này đi, lại nói một di chúc khác của Lão Tôn đi. Tôn Tuyết Vi nhìn Văn Vũ, lại nhìn quyển trục trong tay, cô ta chần chờ trong chốc lát, vẫn đặt quyển trục lên đầu giường. Sau đó, Văn Vũ chậm rãi nói. Lão Tôn bảo tôi quan tâm cô. Tôi vốn định sắp xếp cho cô một công việc dân sự trong quân đội, ít nhất cô sẽ không có nguy hiểm, nhưng hiện tại cô chưa sẵn sàng rời đi, cho nên tôi hỏi lại cô lần nữa, cô có đi theo tôi không? nghe thấy câu hỏi của văn vũ tôn tuyết vi trực tiếp lắc đầu vậy thì tôi giải quyết chuyện này như vậy có xem có được hay không tôi có thể đồng ý với cô hai việc cho dù là chuyện gì thì tôi đều sẽ giúp cô hết khả năng của tôi hai việc là vì trả nợ một chuyện là trong bảo địa huấn luyện một chuyện là trong chiến trường hai giới tôn tuyết vi nhìn ánh mắt nghiêm túc của văn vũ có thể nhìn ra sự kiên trì văn vũ nên cô ta vẫn gật đầu nhìn thấy tôn tuyết vi tỏ thái độ văn vũ cười nói thẳng cô có bất kỳ chuyện khó xử gì hoặc là cô thay đổi chủ ý thì có thể trực tiếp đến quân khu tìm lâm cuồng lưu cũng chính là chiến thần đại nhân hiện tại của quân đội anh ta sẽ giải quyết một chút chuyện cho cô đồng thời anh ta cũng có thể liên hệ đến tôi nghe thấy hai chữ chiến thần tôn tuyết vi lập tức kinh ngạc ngẩng đầu lên hiển nhiên chỉ cần những người ở nơi tập trung yến kinh thi bọn họ đều biết đến danh hiệu chiến thần Lát nữa, tôi sẽ cho cô phương thức liên lạc của anh ta, hơn nữa từ điểm này, chắc cô cũng có thể nhìn ra được, thực lực của tôi không nhỏ, cho nên, cô thật sự không suy xét một chút làm chức quan nhàn tản ở quân đội sao. Cầm lên danh hiệu của cùng lưu, Văn Vũ trực tiếp bước ra hổ lên, hơn nữa không có một chút xấu hổ nào. Đáng tiếc, đáp lại Văn Vũ là câu trả lời kiên định của Tôn Tuyết Vi. Tôi ở đây rất tốt, rất an toàn, Quan trọng hơn là nơi này có rất nhiều rất nhiều đồng bạn của tôi. Tôi không rời khỏi các cô ấy, các cô ấy cũng không rời khỏi tôi. Văn Vũ nghe thấy câu trả lời của Tôn Tuyết Vi, cậu trực tiếp gật đầu. Nhớ kỹ, tôi nợ cô hai việc. Giá trị sẽ rất lớn rất lớn. Vậy thì chúc cô may mắn. Nói xong lời này, Văn Vũ xoay người rời khỏi phòng, đi xuống tầng. Khi Văn Vũ đi xuống dưới tầng, không biết cùng Lưu đang nói gì với Tiểu Tuyết, nhìn thái độ thân mật của hai người thì rõ ràng quan hệ của hai người tuyệt đối không chỉ là cấp trên cấp dưới nhưng những chuyện đó lại không liên quan đến văn vũ văn vũ lại không bác quái nói đơn giản với cùng lưu một chút tình huống văn vũ thuận lợi có được phương thức liên lạc của cùng lưu phương thức liên lạc này tương tự như số điện thoại di động trước mặt thế tất nhiên các chức năng khác nhau chắc chắn không mạnh bằng điện thoại thông minh nhưng những thứ như tin nhắn văn bản cuộc gọi vẫn có thể sử dụng bình thường theo như lời cùng lưu phạm vi liên lạc của thứ này chỉ ở trong nơi tập trung yến kinh bởi vì chỉ có phạm vi nguồn tín hiệu lớn như vậy thôi đương nhiên nói về nguồn tín hiệu gì đó với văn vũ cũng vô ích lại lấy một máy thông tin từ chỗ cùng lưu văn vũ trực tiếp đưa cho người phụ nữ hộ tống ở phía sau giao thứ này cho tôn tuyết vi bảo cô ta nhớ kỹ lời tôi nói mặc dù người phụ nữ đứng sau nghi ngờ thân phận của hai người nhưng hai người chỉ đưa đồ cũng không làm gì khác vì vậy người phụ nữ gật đầu đồng ý yêu cầu của Văn Vũ. Văn Vũ quay người nhìn Tôn Tuyết Vi ló đầu ra từ cửa sổ trên tầng, cậu trực tiếp vẫy tay, quay người đi đến xe quân dụng. Văn Vũ ngồi ở ghế phụ, dùng sức xoa thái dương, sau đó thở dài thật mạnh. Làm sao vậy? Văn Vũ lắc đầu. Tôi muốn nói thật ra cậu có thể cưỡng chế đón cô ta ra. Văn Vũ kinh ngạc nhìn cùng lưu, Rõ ràng là cậu cảm thấy không thể tin tưởng đối với việc người này có thể đưa ra kiến nghị não tàn như vậy. Cùng lưu nhún vai. Bạo lực không phải phương thức giải quyết vấn đề tốt nhất, nhưng tuyệt đối là nhanh nhất, hơn nữa không tổn hại đầu óc. Mẹ nó, anh nói quá chính xác. Văn Vũ lập tức bất đắc dĩ chửi thề. Nhưng có thể sao? Nếu đây là nhiệm vụ, thì Văn Vũ không nói hai lời sẽ làm như vậy, nhưng đáng tiếc, đây không phải nhiệm vụ, đó gọi là hứa hẹn đây là hứa hẹn của người đồng đội đầu tiên mà văn vũ thừa nhận tiếp theo đi đâu văn vũ quyết định không nghĩ chuyện này nữa quay đầu trực tiếp hỏi thật ra tôi cũng không biết nghe thấy câu trả lời của cùng lưu văn vũ lập tức bất đắc dĩ anh chàng này từ trong cuộc gọi video thì trông cực kỳ lạnh lùng nhưng trên thực tế khi tiếp xúc trực tiếp lại không có dáng vẻ cao cao tại thượng như trong video quân đội có mệnh lệnh gì không tôi đã báo cáo chuyện cậu tới cho tư lệnh lâm rồi ông ta chỉ nói bảo tôi nhìn mà làm thì tôi cứ nhìn mà làm thôi nhìn biểu cảm tôi nhìn rồi làm của cùng lưu văn vũ bất đắc dĩ cuộn tròn trên chỗ ngồi trực tiếp nhìn phố cảnh bận rộn ở ven đường mục đích chủ yếu tới yến kinh của văn vũ đã hoàn thành còn lại chính là tăng cường sức mạnh nghĩ đến đây văn vũ mở miệng nói đúng rồi anh biết hiện tại chỗ nào ở hoa hạ có zombie hoặc thú biến dị quy mô lớn không vấn đề này thuộc về cơ mật trong một nhà hàng được trang hoàng lộng lẫy cùng lưu ra vẻ thần bí nói với văn vũ văn vũ cho rằng mình không cần quan tâm đến tên này mặc kệ sự phản kháng của độc nhãn ở trong lòng tự mình trêu chọc độc nhãn sau khi gặp xong tôn tuyết vi cùng lưu lái xe chạy thẳng về phía nội thành sau đó dưới đề nghị của tiểu tuyết cùng lưu quyết định dẫn văn vũ đi ăn một bữa ngon trước sau đó nghỉ ngơi một đêm chờ đến ngày mai rồi đi gặp tư lệnh lâm này này phản ứng chút được không vẻ mặt cùng lưu bi thương nói với văn vũ đương nhiên nếu cậu gia nhập quân đội những điều này không có gì khó đối với cậu văn vũ lại phát hiện một ưu điểm nữa của cùng lưu chính là tốc độ biến hóa sắc mặt cực nhanh vẻ mặt vừa mới của cùng lưu còn rất thần bí trong nháy mắt liền biến thành dáng vẻ nghiêm túc văn vũ lắc đầu hơn nữa vấn đề này không phải không được nhưng cá nhân tôi thích một mối quan hệ hợp tác hơn cái nào có lợi với mình hơn thì Văn Vũ mới có thể lựa chọn, đây là suy nghĩ của Văn Vũ. Nghe thấy câu trả lời của Văn Vũ, đầu tiên cùng Lưu gật đầu, sau đó anh ta gấp một miếng đồ ăn to. Sao cậu không ăn? Đầu bếp sau của nhà hàng này trước đây là đầu bếp cấp quốc gia, ăn khá ngon đấy. Trong miệng cùng Lưu đầy đồ ăn, nói không rõ với Văn Vũ. Văn Vũ chỉ lắc đầu cười. Ngược lại là độc nhãn nhìn thấy đồ ăn, nó lập tức phóng tới bàn ăn, dùng một đĩa thịt thú biến dị to để phát tiết tâm trạng buồn bực khi bị văn vũ trêu chọc tiểu tuyết ở một bên cười ha ha trả lời chắc là có bóng ma rồi văn vũ nhún vai mà cùng lưu cũng không có lòng hiếu kỳ đối với mấy vấn đề này đúng rồi nơi này do ai mở cùng lưu nuốt đồ ăn trong miệng xuống trả lời nơi này thuộc về tài sản của quân đội được quân đội dùng để chiêu đãi một số vị khách lúc này văn vũ mới hiểu rõ gật đầu. Ở trong mắt Văn Vũ, trong mặt thế, cho dù là ở nơi tập trung, mở một quán ăn, thì đều thuộc kiểu tiêu tiền vô độ, bởi vì chỉ cần nhìn cách trang hoàng của nhà ăn này cùng với số lượng khách là có thể có biết một vài thứ. Toàn bộ nhà ăn chỉ có một bàn khách Văn Vũ và cuồng lưu. Đương nhiên, nếu là tài sản của quân đội, vậy thì có thể hiểu được. Không mất 10 phút, cuồng lưu, tiểu tuyết và độc nhãn đã dọn sạch cả bàn đồ ăn được chế biến tinh xảo sức ăn của chức nghiệp giả quả thật vô cùng lớn. Đi thôi. Cùng lưu tính tiền trước, sau đó đi đầu đi ra bên ngoài. Văn Vũ cũng quan sát phương thức thanh toán của cùng lưu, anh ta sử dụng tiền giấy mới được tạo ra sau mặt thế. Vừa nãy ở trong xe, cùng lưu cũng đã đề cập tới loại chuyện này với Văn Vũ. Cái này do quân đội cấp, thuộc về vật ngang giá với Ma Tinh. Hiện tại trong những không gian của Văn Vũ có một sấp tiền giấy cùng lưu nhét vào, đương nhiên, mấy thứ này vô dụng trong mắt văn vũ. Hơn nữa, theo như lời Cùng lưu, đại bộ phận giao dịch hiện tại vẫn có khuynh hướng sử dụng ma tinh. Không đợi ba người ra khỏi quán ăn, một giọng nói liền vang lên từ cửa. Ồ, đây không phải anh Lâm sao, chiến thần đại nhân của chúng ta. Trong giọng nói lộ ra một sự chế nhạo. Nghe thấy giọng nói này, cùng lưu đang đi phía trước liền dừng lại, ngẩng đầu nhìn hai người đang đi vào cửa. Một người trong số họ mặc quân phục, nhìn huân chương trên vai, chức vụ của anh ta là quân hàm đại tá. Người kia thì đơn giản hơn nhiều, chưa tới 30 tuổi, mặc quần áo bình thường, đang nghiêm túc nhìn cuồng lưu ở trước mặt. Cuồng lưu nhìn người đàn ông mặc quân trang, mặt tươi cười chào hỏi. Phương Viễn, hóa ra là cậu à, nhìn thấy quan trên mà lại không có quy củ như vậy, tôi có nên khấu trừ quân lương của cậu không đây, hay là nên trực tiếp làm thịt cậu? Ngữ điệu của cuồng lưu hơi mang ý cười, nhưng trong lời nói đã động sát tâm nghe thấy lời cùng lưu nói đầu tiên là sắc mặt phương viễn cứng đờ sau đó nhanh chóng nghiêm túc lên lập tức chào kiểu quân đội chào chiến thần đại nhân tư thế không sai nhưng đáng phải xem lại thái độ này văn vũ đứng ở phía sau cùng lưu nhìn chuyện xảy ra phía trước cậu lập tức hiểu rốt cuộc là chuyện gì rõ ràng người tên phương viễn kia chỉ có sức mạnh đỉnh phong cấp một loại sức mạnh này lại còn có thể đeo quân hàm đại ta vậy chỉ có một khả năng. Trong nhà có người. Tiểu tuyết giải thích nghi hoặc của Văn Vũ. Đây là phương viễn, hộ liên quan đến nhà làm quan. Trong giọng nói có thể nghe ra thái độ khinh thường rõ ràng, hơn nữa quan trọng hơn là tiểu tuyết căn bản không đè thấp giọng nói của mình. Phương viễn nghe thấy giọng của tiểu tuyết, lúc này anh ta mới nhìn vào nhà ăn. Sau đó, trên mặt anh ta lập tức treo lên biểu cảm cực nhã. Tiểu tuyết, cô trở lại rồi à, thật sự đã lâu không gặp. Khóe miệng tiểu tuyết nhếch lên một nụ cười vô cùng tiêu chuẩn, thản nhiên nói. Rùi nhặn, xin chào. Nghe thấy lời chào của tiểu tuyết, phương viễn chỉ nhún vai mà không biểu hiện gì thêm. Còn chức nghiệp giả bên cạnh, đứng ngoài cửa ra vào cũng kính hành lễ theo nghi thức quân đội với cùng lưu. Tham kiến chiến thần đại nhân. Nghe người này lên tiếng, cùng lưu mới quay đầu nhìn. Anh là đây là chức nghiệp giả khu tập trung ở thủ đô ma lần này tới mừng thọ ông tôi theo lời dặn dò của tướng quân bành phương viễn cố tình cắn răng nhấn mạnh mấy chữ ông tôi rất rõ ràng cùng lưu sau khi nghe xong thì hơi gật đầu sau đó không để ý tới hai người trước mặt mà đi thẳng ra ngoài phương viễn cũng không dây dưa thêm chỉ nhìn văn vũ đi phía sau cùng lưu ánh mắt lộ ra vẻ suy tư mâu thuẫn thật sâu văn vũ ngồi ở ghế phụ nói với cùng lưu một chức nghiệp giả đỉnh phong cấp một nhỏ nhoi lại dám khiêu khích chức nghiệp giả cấp 4, theo Văn Vũ thấy, chuyện này đúng là điều không thể tưởng tượng được. Cùng Lưu Bèn gật đầu và cũng không nói nội tình gì khác. Rõ ràng, mấy thứ ở đây không thích hợp để Văn Vũ biết. Tiểu Tuyết ngồi phía sau giải thích. Ông của Phương Viễn là người lập công lớn trong việc mở nước. Văn Vũ gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Đây chính là nguyên nhân tôi không bằng lòng gia nhập quân đội sự lo lắng của các người quá nhiều sự trao đổi quyền lợi ở nhiều khía cạnh khác nhau nhiều quy tắc bất thành văn khác nhau tôi thật sự không hiểu được dù là chút chuyện đơn giản như thế nghe văn vũ nói vậy cùng lưu gật đầu sau đó anh ta nở nụ cười hơi đáng sợ với văn vũ tình hình sẽ nhanh chóng thay đổi văn vũ thấy hai tay của cùng lưu nắm chặt vô lăng lộ rõ gân xanh rõ ràng cùng lưu có ân oán sâu nặng với những người trong gia tộc này hơn nữa ý nghĩa của những lời vừa rồi văn vũ im lặng một lúc và trực tiếp hỏi là liên quan tới nhiệm vụ của tôi hả văn vũ nợ quân đội một nhiệm vụ chuyện này văn vũ vẫn nhớ quân đội dĩ nhiên sẽ ấn tượng càng sâu cùng lưu không nói tiếp ngược lại mỉm cười với văn vũ chờ ngày mai gặp tư lệnh lâm thì cậu sẽ biết không thể không nói môi trường trong nội thành quả thật tốt hơn rất nhiều so với ngoại thành có rất nhiều kiểu nhà kiến trúc sang sát nhau trong đó có một phần thuộc về chiến đoàn thực lực mạnh mẽ, còn một phần thuộc về quân đội. Đương nhiên, thời gian 2 tháng ngắn ngủi không đủ để khôi phục lại trật tự kinh tế ban đầu của khu tập trung yến kinh, vì tiền tệ mất hiệu lực lúc trước ở mặt thế và sự xuất hiện của các vật tương đương mới. Hơn nữa, bây giờ số lượng tài nguyên nằm trong tay người sống sót là không đủ, vì vậy dẫn tới đường phố dường như rất vắng vẻ. Hơn nữa đa phần là chức nghiệp giả mặt các loại thiết bị bảo hộ Nơi này chính là khu dân cư chuyên dụng của quân đội cấp cao trong nội thành. Xe của cuồng lưu từ từ dừng trước biệt thự độc lập, sau đó anh ta xuống xe chỉ vào ngôi nhà đầu tiên bên phải. Nơi này cho cậu, mang tính mãi mãi. Căn đối diện là của tôi. Văn Vũ gật đầu. Không nói chuyện khác, chỉ nói nơi eo hẹp tài nguyên đất đai trong nội thành, quân đội có thể phân cho mình biệt thự giống y hệt của cuồng lưu, cũng đủ chứng tỏ lòng thành của quân đội đối với mình cùng lưu trực tiếp lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa đưa cho văn vũ rồi nói ngủ một giấc thật ngon sáng mai tôi tới đón cậu văn vũ gật đầu cũng không để ý cùng lưu quay người lên xe cậu trực tiếp đi vào biệt thự biệt thự rất lớn hơn nữa rất sạch sẽ có sẵn đủ loại đồ dùng sinh hoạt và đồ điện ở vị trí này văn vũ sẽ tuyệt đối không tin nơi này sẽ thiếu điện nước đại loại vậy văn vũ tự chọn cho mình một phòng ngủ ở tầng ba của biệt thự đồng thời phòng đối diện bị độc nhãn chiếm đó là chuồng chó của độc nhãn hơn nữa độc nhãn cũng chiếm một phòng cho tinh ở sát vách độc nhãn thậm chí độc nhãn còn khoan một lỗ chó lớn trên tường của hai phòng nghe âm thanh đinh đinh không ngừng vang lên từ phòng của độc nhãn văn vũ bất lực lắc đầu văn vũ mở hồn cảnh thứ tư và triệu vô diện ra nhẹ nhàng nối liền với ý thức của vô diện đáng tiếc ý thức của vô diện lại hỗn loạn Cơ bản không thể truyền bất kỳ thông tin hiệu quả nào. Điều này khiến Văn Vũ rất bất lực. Có thể dự đoán được tình hình, khi Vô Diện bị kẻ địch phá vỡ trạng thái phục chế, cơ thể mỏng manh của Vô Diện vốn không thể chịu được sức tấn công cấp 4. Điều này cũng tương đương giới hạn phạm vi chiến đấu của Vô Diện, nó cần phải ở bên cạnh Văn Vũ. Đơn giản mô phỏng cảnh chiến đấu của Vô Diện sau này, Văn Vũ đặt Vô Diện ở trên giường, sau đó nhắm mắt lại. Nếu không cần thiết thì Văn Vũ không quen đưa hồn sủng vào hồn cảnh. Theo mô tả của độc nhãn, chỗ đó cái gì cũng tốt, nhưng thực tế chính là một nhà tù. Trong nhà hàng mà ban đầu mà Văn Vũ và Cuồng Lưu ăn cơm. Phương Viễn và người ở khu tập trung tại thành phố Ma đã ăn cơm xong, để lại Phương Viễn ngồi một mình trong sảnh trống. Phương Viễn suy nghĩ một lúc, lấy từ trong túi ra thiết bị thông tin, trực tiếp bấm một số. Bíp. 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 Sau một vài âm thanh bận rộn, một giọng nói phát ra từ thiết bị thông tin. Giúp tôi điều tra chức nghiệp giả hôm nay đi cùng cùng lưu có thân phận gì? Bên kia chỉ đơn giản trả lời, không mất 5 phút, thân phận và đẳng cấp của Văn Vũ đã được truyền đến tai Phương Viễn từ điện thoại. Trình tự số 2 Phương Viễn suy nghĩ một lúc rồi lập tức đứng lên, sau đó anh ta nhanh chóng đi tới khu trung tâm. Rất rõ ràng, sự xuất hiện của trình tự số 2 đủ làm cho tình hình trước mắt của khu tập trung yến kinh xảy ra thay đổi hoàn toàn tuy thực lực của phương viễn không được gan cũng không lớn điểm này có thể thấy được từ việc phương viễn đã chậm trễ trong việc thử thách huấn luyện thăng cấp nhưng là ba đời thế gia làm quân nhân đã con ông cháu cha lại còn nhà giàu chắc chắn không phải là một thứ ngu ngốc thật sự khi phương viễn vội vã trở lại khu trung tâm chức nghiệp giả vừa ăn tối với phương viễn đã quay trở lại khi ngoại thành nhìn đường hầm ngoằn ngoèo trước mặt và những người tị nạn với đôi mắt trống rỗng trong mắt của chức nghiệp giả này lóe lên một tia kinh thường sau đó chức nghiệp giả đi vòng quanh đường hầm phức tạp đảm bảo không có bất kỳ dấu vết sinh vật phía sau anh ta rồi mới bước vào một tòa nhà nhỏ đổ nát tòa nhà nhỏ rất bình thường nhưng kiến trúc bình thường để trong khu ngoại thành đó chắc chắn là nơi ở của chức nghiệp giả mạnh mẽ còn chưa chờ cấp dưới của bành quân đi vào thì đã bị hai tên chức nghiệp giả canh cửa chặn lại đứng lại nơi này là địa bàn của chiến đội quang minh chúng tôi cấp dưới của bành quân thấy vẻ mặt hống hách của hai tên chức nghiệp giả thì không nhịn được mà cho mày đương nhiên càng thêm chán ghét tên này đưa tôi đi gặp thủ lĩnh của các anh cấp dưới của bành quân trực tiếp lấy từ trong người ra một lệnh bài thấy lệnh bài này hai tên chức nghiệp giả canh cửa nhìn nhau sau đó lấy bộ đàm trực tiếp nói với nhân viên nội bộ nhìn xung quanh xem có ai theo dõi không chưa bao lâu thì có lời đáp từ bộ đàm nội bộ an toàn hai tên chức nghiệp giả canh cửa mới thở phào trực tiếp thực hiện lễ nghi kỳ lạ với cấp dưới của bành quân tham kiến đại nhân cấp dưới của bành quân hài lòng với sự cẩn trọng của những người này trực tiếp gật đầu rồi bước vào tòa nhà nhỏ tòa nhà có vẻ đổ nát nhưng trong mặt thế có thể có một nơi dừng chân thì coi như không tệ rồi hơn nữa còn rất nhiều người sống sót trong tòa nhà trong toàn bộ tòa nhà hầu như tất cả các phòng đều chật kín người sống sót đa phần đều là dân tị nạn vẻ mặt xanh xao và không thể no căng bụng cả ngày tuy vẻ mặt của những người này rất tốt nhưng trạng thái tinh thần lại phấn khích vô cùng nhìn thấy cảnh này cấp dưới của bành quân gật đầu rõ ràng rất hài lòng với công việc nơi này sau đó đi theo chức nghiệp giả dẫn đường trực tiếp đi vào tầng trên cùng còn chưa đi tới văn phòng tầng trên cùng âm thanh dồn dập đến tai của mọi người nghe âm thanh này cấp dưới của bành quân đột nhiên nhíu mày, trực tiếp đá cửa văn phòng rồi tất bước đi vào. Trong phòng, một người đàn ông vạm vỡ, tai to mặt lớn đang thực hiện hành vi tiếp xúc cơ thể thô sơ nhất với hai cô gái trẻ, nghe thấy tiếng trầm phát ra từ cửa lớn thì anh ta đột nhiên bị dọa một phen. Người đàn ông vạm vỡ sắp nổi giận, lập tức nhìn dáng vẻ của cấp dưới của bành quân nên hốt hoảng kéo quần lên rồi gật đầu chào. Cấp dưới của bành quân xua tay, trước tiên là thấy cách bày trí của văn phòng, lại thấy hai người phụ nữ khỏa thân đứng một bên, một lúc sau anh ta lắc đầu. "Ra ngoài hết đi." Nghe người này nói, những người phụ nữ này và tên chức nghiệp giả dẫn đường trực tiếp đi ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa phòng lại. "Anh Mập, anh sống ở đây cũng không tệ ha." Nghe giọng điệu dẻo cợt của người này, tên Mập gật đầu và cúi đầu nói. "Mọi thứ đều vì giáo hội." Nghe xong câu này, cấp dưới của Bành Quân gật đầu, trực tiếp lấy ra một món đồ đó là cái hộp nhỏ giống như máy thu thanh. Sau đó người này mới lên tiếng. món đồ này cho anh. đây là vật phẩm mới nhất do phòng nghiên cứu khoa học phát triển có thể cấp tốc tẩy não. sau đó là lệnh mới nhất của giáo chủ. đẩy nhanh phát triển tính đồ nhưng càng phải cẩn thận hành sự. bây giờ quân đội đã để mắt đến chúng ta, anh làm việc dưới trướng quân đội thì nhất định càng phải thận trọng hơn. một khi hủy đi kế hoạch lớn của thầy diệt ma tôi đây mười cái mạng của anh cũng không đủ đền đâu nghe câu nói nửa cứng nửa mềm này tên mập trực tiếp gật đầu còn nữa nếu có gì xảy ra anh có thể liên lạc với người này cấp dưới của bành quân do dự một lúc rồi lấy ra một tờ giấy viết tên và cách thức liên lạc lên tờ giấy tên mập thấy cái tên viết trên giấy thì vẻ mặt đột nhiên thay đổi người này người này sao có thể không gì là không thể chỉ cần có lợi ích là đủ được rồi, chuyện cần giao phó thì tôi cũng đã nói rồi. Tự anh lo liệu mà làm, chuyện thành công thì tới lúc ma giới tới, anh sẽ trở thành người chuyển đổi lứa đầu, cũng sẽ trở thành một thành viên của ma tộc vĩ đại. Bíp bíp bíp. Tiếng còi giòn giả vang lên từ bên ngoài cổng biệt thự của Văn Vũ. Hiệu quả cách âm của biệt thự rất tốt, nhưng thính giác của Văn Vũ rất mạnh. Tuy tính giác của người có thể tự động lọc một số tiếng ồn vô bổ nhưng vẫn không chịu được còi ô tô không ngừng phát ra tiếng bíp bíp trong gần 3 phút. Nhìn thời gian, đã 7 giờ sáng rồi, không thể không nói giấc ngủ này khá là thoải mái. Có lẽ nguyên nhân dẫn tới cơ thể quá mệt mỏi là do ngồi trên phương tiện giao thông cả ngày. Văn Vũ khẽ xoa gương mặt mình, trực tiếp ra khỏi phòng, sách độc nhãn lên, cùng đi vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa xong, Văn Vũ mặc áo khoác đen và đi khỏi biệt thự. Cùng Lưu đã chờ ở cửa gần 30 phút. Tổng bộ quân đội nằm ngay trung tâm nội thành, cách nơi Văn Vũ sinh sống, chỉ mất 10 phút lái xe. Nhìn thấy kiến trúc trước mặt, Văn Vũ chật lưỡi. Chính quyền nhân dân thành phố Yến Kinh và Quốc Huy ở phía trên trong thật chói mắt dưới ánh nắng trực tiếp. Đi thôi. Cùng Lưu nói nhẹ một câu, đồng thời chỉnh quần áo lại một chút rồi trực tiếp đi vào nội bộ tổng bộ. Với thân phận của cùng Lưu, dĩ nhiên không cần thủ tục kiểm tra an ninh gì đó phức tạp chỉ cần đưa ra một cái gì đó như thẻ thân phận chẳng hạn sau đó anh ta đưa văn vũ đến thẳng vào văn phòng nội bộ tư lệnh lâm ở bên trong tự cậu đi vào đi tôi còn vài chuyện cần xử lý cùng lưu ở văn phòng đối diện hoặc nói là có người bên trong thì rõ ràng hơi không thoải mái hôm qua lúc cùng lưu giới thiệu thì văn vũ đã biết tư lệnh lâm là cha ruột của cùng lưu nhưng bây giờ thấy thái độ của cùng lưu rất rõ ràng là có trục trặc chuyện nhà cửa. Văn Vũ gật đầu với cuồng lưu rồi trực tiếp đi vào phòng làm việc. Văn phòng rất lớn, cách bày trí coi như cũng không tệ. Đương nhiên, với kiến thức của Văn Vũ, cơ bản không phân biệt những đồ trang trí này rốt cuộc không tệ chỗ nào, chỉ cảm thấy nhìn có vẻ rất thoải mái. Một ông cụ tóc hoa râm ngồi trước chiếc bàn gỗ rắn chắc to lớn, nghe thấy tiếng mở cửa, nhìn Văn Vũ từ trên xuống dưới, sau đó ông ta cười nói, Văn Vũ đúng không, ngồi đi. Văn Vũ cũng không khách sáo, trực tiếp ngồi lên ghế trước bàn làm việc, nhìn Tư Lệnh Lâm trước mặt rồi nhìn sang bên cạnh Tư Lệnh Lâm, Tinh đứng trên bàn và Chu Tước đứng trên sau của Tinh. Nhìn thấy ánh mắt của Văn Vũ, Lâm Hải Phong cười và lên tiếng. "Hồn sủng của cậu hôm qua chơi với Chu Tước rất vui. Tối nay Chu Tước đưa Tinh tới nhà tôi ăn cơm, hy vọng cậu đừng để bụng." Văn Vũ lắc đầu. "Ông có thể lo cơm nước cho nó." Tôi cảm kích còn không kịp. Đúng rồi, sức ăn của Tinh rất lớn nha. Nghe Văn Vũ nói vậy, Lâm Hải Phong hơi xấu hổ. Tinh vừa nắm đầu Chu Tước, vừa bay tới đầu của Văn Vũ, đồng thời lẩm bẩm không ngừng. Ông già này không để ý gì, nói là mời tôi ăn, kết quả ăn một nửa thì ông ấy nói trong nhà không đủ đồ ăn. Làn sóng tinh thần của Tinh phủ lên mọi sinh vật có mặt. Dĩ nhiên Lâm Hải Phong cũng nghe thấy nên ông ta bèn đỏ mặt chu tước bên cạnh liếu ríu gọi còn không phải tại ngươi ăn quá nhiều giống như mấy đời chưa từng được ăn vậy hơn nữa tư thế ăn lại thô lỗ như vậy không phải ngươi nói mời ta ăn cơm còn nói cứ ăn thỏa thích ngươi gạt ta là ngươi ăn mạnh quá đó tại ngươi được rồi được rồi văn vũ cắt ngang cuộc đối thoại của hai thần thú hai tên này liếu ríu không ngừng cơ bản không cho người khác chen vào nghe văn vũ nói vậy tinh đột nhiên ngưng gây gỗ nằm lên đầu của văn vũ giống như cái mũ lớn không nhúc nhích chu tước trợn trắng mắt nhìn văn vũ cũng bay tới trên vai của lâm hải phong và không lên tiếng nữa nhìn ông cụ hơn 50 tuổi trước mặt văn vũ lên tiếng không biết tư lệnh lâm hôm nay gặp tôi là có chuyện liên quan tới nhiệm vụ hả nghe văn vũ nói vậy lâm hải phong gật đầu sau đó ông ta lên tiếng trước khi làm nhiệm vụ này tôi muốn hỏi cậu vài câu văn vũ gật đầu bày tỏ sự đồng ý lâm hải phong chống tay lên bàn và nghiêm túc hỏi cậu thật sự không bằng lòng gia nhập quân đội hả câu hỏi này tiểu tuyết và cùng lưu từng hỏi văn vũ mấy lần rồi nhưng câu này nói ra từ miệng của lâm hải phong thì có ý nghĩa khác văn vũ không vội từ chối ngược lại cậu hỏi nếu tôi gia nhập quân đội các người có thể cho tôi lợi ích gì dĩ nhiên lâm hải phong có nghe nói về thực lực của văn vũ từ miệng tiểu tuyết một loài thần thú, cộng thêm bản thân cậu và độc nhãn, không qua khi nói là sức chiến đấu thậm chí cũng phải mạnh hơn sự hợp lực của chiến thần chu tước và chiến thần bạch hổ của quân đội. cho nên dùng cái gì để đánh động văn vũ, lâm hải phong đã cân nhắc về vấn đề này nhiều lần rồi. nguyên tắc mà quân đội đang theo đuổi hiện nay là cho càng nhiều thì thu hoạch càng nhiều. thực lực của cậu rất mạnh, nhưng có một điều nếu cậu không dùng thực lực của mình vào chỗ quân đội cần thì điều đó tương đương chúng tôi không có tác dụng gì. Cho nên, tôi thiết kế ba kế hoạch cho cậu, cậu muốn nghe thử không? Văn Vũ gật đầu, tỏ ý Lâm Hải Phong cứ nói tiếp. Thứ nhất, cậu gia nhập quân đội hoàn toàn, cậu sẽ được hưởng quyền lợi và địa vị chỉ đứng sau tôi. Đối đãi phúc lợi mỗi tháng gấp 3 lần cùng lưu. Đây là đánh giá của tôi về thực lực của cậu hiện giờ. Nếu thực lực của cậu thật sự càng mạnh đối đãi phúc lợi cũng được nâng cao tương ứng đồng thời tôi cảm thấy đối với cậu mà nói danh hiệu một chiến thần có vẻ không xứng với cậu tôi sẽ để phòng văn hóa tuyên truyền hoạch định một danh hiệu chỉ thuộc về cậu cao hơn cả bốn chiến thần hơn nữa một số bí mật của quân đội sẽ hoàn toàn được mở với cậu có khá nhiều thứ trong đó hãy tin tưởng tôi lợi ích này sẽ khiến cậu bất ngờ nhưng cậu cần phải hoàn toàn nghe mệnh lệnh của quân đội hơn nữa cần phải làm theo yêu cầu của quân đội nghe theo chỉ thị nhiệm vụ của quân đội nghe lâm hải phong nói vậy văn vũ trực tiếp lắc đầu chuyện này không được lợi ích tuy nhiều nhưng cơ bản về mặt ý nghĩa mà nói trên thực tế không khác gì là bán thân nghe câu trả lời của văn vũ ngược lại lâm hải phong gật đầu vậy thì chúng ta nói tới điểm thứ hai cậu và quân đội tiến hành hợp tác có hạn tuy chiến sĩ của quân đội rất nhiều nhưng cường giả cấp đỉnh phong như đẳng cấp của cùng lưu vậy chỉ có bốn chiến thần hơn nữa có hai người không động vào được cho nên trong nhiều trường hợp chúng tôi đều cần chức nghiệp giả siêu cấp có thể đối đầu đại lương cậu hợp tác với chúng tôi chúng tôi sẽ chứng minh với cậu nơi nào cần cường giả cậu cần phải làm gì theo vai trò của cậu mà phát huy chúng tôi sẽ khen thưởng tương xứng đương nhiên khen thưởng cũng không phải rất nhiều nhưng chỉ cần mọi thứ có được từ chiến đấu thì đều là của riêng cậu kế hoạch này tương tự thuê mướn cậu có quyền từ chối cũng có quyền rút lui bất cứ lúc nào đương nhiên cậu không thể nhận được nhiều lợi ích từ chỗ chúng tôi đây coi như là hai bên cùng có lợi nghe kế hoạch này văn vũ gật đầu kế hoạch này cũng được hơn nữa theo cách nghĩ của văn vũ có thể khiến quân đội đau đầu chắc chắn không thể thiếu chiến đấu mà chiến đấu thì sẽ có chiến lợi phẩm, mới có thể tăng thực lực. Vậy còn kế hoạch thứ ba? Văn Vũ chưa vội đưa ra quyết định, dù gì cũng còn một kế hoạch, Lâm Hải Phong chưa nói. Nghe Văn Vũ nói vậy, Lâm Hải Phong uống một ngụm nước, sau đó lấy ra một tờ giấy. Đây là tờ khế ước. Chúng ta ký một hiệp ước không gây hại cho nhau, đừng ai nấy đi, cậu cảm thấy thế nào? Văn Vũ mỉm cười và lắc đầu. Thôi chọn kế hoạch hai vậy lâm hải phong gật đầu sự lựa chọn của văn vũ vốn không nằm ngoài dự đoán của lâm hải phong cường giả muốn tự do có thể nhưng cường giả không muốn tăng thực lực ư có hệ thống tình báo của quân đội văn vũ mới có thể biết được càng nhiều tin tức để nhanh chóng tăng thực lực ngay lúc biết được thực lực của văn vũ lâm hải phong đã có suy nghĩ với văn vũ bây giờ có nhiều nơi đang cần cường giả như vậy thay đổi cục diện điều kiện hợp tác giữa Văn Vũ và quân đội đã được đàm phán, hai bên đều rất hài lòng với kết quả này. Lâm Hải Phong đích thân pha ly trà cho Văn Vũ, sau đó hai người nhìn nhau chầm chầm, một lúc lâu cũng không lên tiếng. Đáng tiếc, tính nhẫn nại của Văn Vũ không thể qua con cáo già này, sau khi uống xong ly trà nóng, Văn Vũ lên tiếng trước. Vậy thì, tôi muốn biết quân đội có tình báo gì về zombie quy mô lớn hay thú biến gì? Lâm Hải Phong bình tĩnh nhấp một ngụm trà rồi mới lên tiếng có vài nơi cần cường giả như cậu, nhưng chuyện này không vội, chi bằng uống ly trà trước đã. Văn Vũ gật đầu, đồng thời lẩm bẩm trong lòng. Ông không gấp nhưng tôi gấp. Tính toán thời gian, Văn Vũ đã ở mẫu đơn gian cũng gần được một tuần rồi, thực lực cũng không có tiến triển bao nhiêu, mấy ngày trước có thể dùng nó để giải quyết chuyện của Tôn Tuyết Vi, về nhà thì bản thân lại làm biến. Nhưng tới bây giờ, ngay cả Văn Vũ cũng không thể bình tĩnh được nữa tiến hóa giống như chèo thuyền ngược dòng bạn không trở nên mạnh mẽ thì người khác sẽ trở nên mạnh mẽ dần dần khoảng cách về thực lực sẽ ngày càng được nới rộng mà bây giờ văn vũ có thể ngồi trước mặt lãnh đạo cao nhất của quân đội hoa hạ uống trà do chính tay ông ta pha cho mình không phải vì văn vũ đẹp trai một lúc sau lúc này lâm hải phong cuối cùng cũng uống xong ly trà nóng và chậm rãi lên tiếng văn vũ à tôi gọi như vậy được chứ văn vũ gật đầu tỏ ý không có vấn đề gì. Bây giờ cậu nghĩ sao về khu tập trung Yến Kinh? Văn Vũ nhún vai. Cũng không tệ. Đúng vậy, cũng không tệ. Lâm Hải Phong đứng lên sau bàn làm việc, chậm rãi đi tới phía trước cửa sổ, nhìn quân nhân đang bận rộn bệnh dưới, sau đó ông ta trầm giọng nói. Đáng tiếc, phía sau sự phồn hoa cũng có không ít thứ dơ bẩn. Nghe Lâm Hải Phong nói câu này, Văn Vũ bèn nghĩ tới chuyện liên quan quân đội và con cháu thế gia thật ra trong mắt tôi cái gọi là dân chủ tự do bình đẳng đại loại vậy trước giờ chưa từng tồn tại cường giả có càng nhiều tài nguyên điều này hoàn toàn hợp logic cũng phù hợp với quy luật tiến hóa cậu thấy sao nghe lâm hải phong nói vậy văn vũ gật đầu nào cậu nhìn bên ngoài đi lâm hải phong vẫy tay với văn vũ có ý muốn văn vũ tới bên mình sau đó ông ta nói với cậu cậu có thể nhìn thấy gì ở dưới đó bên dưới người ta kẻ vào cổng lớn của tổng bộ quân khu khắp nơi đều là chức nghiệp giả mặt quân phục còn có lác đác vài chiếc xe quân sự qua lại văn vũ do dự một lúc cậu chậm rãi nói tôi có thể thấy thế lực của quân đội rất mạnh đây không phải lời khen nói về thực lực văn vũ rất chắc chắn bây giờ quân đội của hoa hạ chắc chắn là tổ chức loài người mạnh nhất trên thế giới này chí ít cũng sẽ là một trong số họ nghe câu trả lời của văn vũ lâm hải phong lắc đầu thứ mà tôi thấy lại là hú hét khắp nơi lâm hải phong thở dài nặng nề sau đó lắc đầu và chậm rãi nói nửa năm sau ma tai cậu có biết không văn vũ gật đầu quy mô của ma tai và mức độ khủng khiếp cậu hiểu được bao nhiêu văn vũ lắc đầu tuy có kinh nghiệm ở kiếp trước nhưng cũng chỉ là kinh nghiệm nhỏ ở thành phố mẫu đơn giang chỉ là một chiều mà thôi Ma Tai, chủ nhân, ha ha. Lâm Hải Phong quay người đi tới bàn làm việc, trực tiếp uống hết nước trà trong ly, sau đó ông ta chậm rãi nói. Theo thống kê tình báo đã biết của quân đội chúng tôi, Ma Tai đã phá hủy hơn 100 thế giới. Chúng tôi không chắc liệu mình có mạnh hơn những thế giới đã bị Ma Tai phá hủy này hay không. Chúng tôi cũng không chắc, thực lực của chúng tôi, năng lực của chúng tôi có thể đảm bảo chúng tôi có thể trụ được lâu hơn họ. Trong tình hình này, Tôi chỉ có thể bảo đảm, chúng tôi có thể tập hợp sức mạnh lớn nhất để chống lại thảm họa này. Điều đáng tiếc là, luôn có những người không hiểu cách nghĩ của tôi, vẫn đắm chìm trong những lợi ích mà quyền lợi mang lại cho họ. Vừa nói xong, Lâm Hải Phong thở dài nặng nề. Thật ra những thế gia đó vốn không làm gì sai, họ đã chịu cái bóng của tổ tiên, được hưởng những đặc ân là dĩ nhiên. Giống như hai ta, cha mẹ cậu vẫn còn chứ. Văn Vũ lắc đầu. Cha tôi vẫn còn, năm nay hơn 70 tuổi rồi, lợi ích mà hệ thống chức nghiệp mang lại hiệu quả nhanh chóng. Sau khi ông cụ chuyển chức, cơ thể vẫn mạnh khỏe, hơn nữa ở trong khu trung tâm, khoảng thời gian trước còn kết hôn với một quá phụ hơn 40 tuổi. Những lời này của Lâm Hải Phong cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt. Giống như là thế giới này, có người già trẻ con, sau khi ở mặt thế, lại có thể tận hưởng nền giáo dục tốt nhất, môi trường sống tốt nhất, mọi thứ tốt nhất. Nhưng có người già trẻ con chỉ có thể làm khuân vác ở khu ngoại thành, ăn cháo loãng. Đây chính là bóng trâm, công việc khuân vác cũng không tệ đối với cơ thể, vì họ yếu ớt, không giết được zombie và thú biến dị. Điều này không trách họ, nhưng họ sai ở chỗ không sinh một đứa con trai tử tế, không có cha mẹ tốt. Chuyện này cũng không thể trách người khác, không phải sao? Nghe Lâm Hải Phong nói vậy, Văn Vũ im lặng một lúc rồi vẫn gật đầu. Câu nói này quả thật không nhầm lẫn giống như có rất nhiều đứa trẻ trước mặt thế đều trách tại sao mình không phải con nhà giàu có trách ai đây nhưng tình hình bây giờ đã khác lâm hải phong nói tiếp cậu biết không theo lý luận trước mặt thế chế độ quân chủ thực tế là mô hình cai trị mạnh mẽ nhất có thể phát huy hết tiềm năng của chiến tranh vì mô hình loại này chỉ có một chỉ huy có tầm nhìn có năng lực vậy thì cả nước giống như một cỗ máy khổng lồ và tinh vi bùng nổ sức mạnh to lớn Nghe những lời này, Văn Vũ thì thào. Sức mạnh, chỉ có trong tay một ít người, mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Đúng. Nghe Văn Vũ nói vậy, Lâm Hải Phong đột nhiên vuốt cầm vài cái rồi gật đầu đồng ý. Đây không phải lời tôi nói. Nhưng điều này là chính xác. Cậu có thể tưởng tượng, một đội quân mà có hai tiếng nói. Không cần đánh trận, cả đội quân đều sẽ sụp đổ, nguyên nhân có thể chỉ vì ân oán cá nhân của hai chỉ huy. Thế gia bây giờ đưa người của mình vào quân đội trên quy mô lớn, điều nực cười là tổng tư lệnh như tôi chỉ có thể huy động một lực lượng nhỏ, đây là bệnh. Sự tồn tại của họ vốn dĩ không có sai lầm, nhưng tay họ vươn ra quá dài. Một lúc sau, Lâm Hải Phong lên tiếng. Tôi có thể tin cậu không? Ngược lại Văn Vũ lắc đầu. Chuyện này là ở anh chứ không phải ở tôi. Từng Lâm Hải Phong lấy ra một điếu thuốc, đưa cho Văn Vũ. Sau đó rít một ngụm nặng nề. Cậu nợ quân đội một nhiệm vụ, bây giờ tôi giao nhiệm vụ này cho cậu. Lần này, tôi cần cậu giết người, giết rất nhiều người. Văn Vũ vốn không chần chừ mà gật đầu. Giết người, Văn Vũ từng làm, cái gọi là người nhiều người ít chẳng qua chỉ là con số mà thôi, vướng vào mấy thứ này hoàn toàn vô nghĩa. Qua vài ngày, chính là đại thọ của ông cụ nhà họ Phương, cậu sẽ tham gia tiệc mừng thọ này. Sau đó tôi cần cậu giết sạch mọi người có mặt tại đó nhớ là tất cả những ai có mặt nghe tới đây văn vũ gật đầu sau đó hỏi lại làm sao tôi tới được tiệc mừng thọ của ông cụ lâm hải phong mỉm cười kỳ quái với văn vũ tình báo của cậu chắc có lẽ đã xuất hiện trên tay của ông cụ nhà họ phương rồi họ muốn lôi kéo cậu nên sẽ đưa ra rất nhiều lợi ích tình báo của cậu chắc có lẽ đã xuất hiện trên tay của ông cụ nhà họ phương rồi họ muốn lôi kéo cậu nên sẽ đưa ra rất nhiều lợi ích văn vũ lại im lặng lần nữa nhưng có thể hôm qua cùng lưu đã giống trống khua chiên tiếp đón mình cũng là lâm hải phong sắp xếp ổn thỏa trước một lúc sau văn vũ mỉm cười ông không sợ tôi nhận lợi ích của họ rồi quay lại bán đứng ông hay sao nghe câu này lâm hải phong lắc đầu thứ mà họ cho cậu tôi có thể cho cậu nhiều hơn thứ họ không cho cậu được tôi cũng có thể cho cậu ví dụ điều bây giờ cậu quan tâm nhất là vấn đề thăng cấp để trở nên mạnh mẽ mấy thứ đó họ không cho cậu được họ không phải chiến sĩ không phải quân nhân thậm chí đa phần đều không phải chức nghiệp giả họ chỉ là một số nhà chính trị mà thôi hơn nữa họ là nhà chính trị đã tách rời thời đại nghe xong câu này văn vũ gật đầu nếu mấy lợi ích khổng lồ này thế gia có thể cho văn vũ cậu chắc chắn sẽ không từ chối ý tốt của đám thế gia này nhưng nghe lâm hải phong nói vậy thứ mà đám thế gia này có thể đưa ra hình như cũng không hay ho cho lắm đồ này giao cho cậu lâm hải phong nói xong thì lập tức lấy ra một hộp quà được đóng gói đẹp mắt văn vũ nhận lấy hộp quà mở ra xem bên trong bên trong là vật hình trụ sau khi tiếp xúc một lúc văn vũ đã biết được thông tin về vật phẩm này thuật khóa không gian cấp s vật phẩm dùng một lần sau khi kích hoạt, nó sẽ tạo ra lực trường làm biến dạng không gian trong phạm vi lớn khắp người. Tất cả chức nghiệp giả trong phạm vi lực trường, vật phẩm không gian sẽ mất hiệu lực, bao gồm những không gian, thời duy trì 10 phút. Thấy Văn Vũ nhìn mình, Lâm Hải Phong trực tiếp nói. Đồ này, giao cho cậu, là để ngăn chặn ai đó dùng vật phẩm không gian để thoát khỏi hiện trường. Đợi tới lúc tiệc mừng thọ diễn ra, tự cậu quyết định thời gian kích hoạt nó sau đó giết sạch tất cả con người trong phạm vi lực trường ánh sáng là được rồi nghe lâm hải phong nói vậy văn vũ gật đầu nhiệm vụ này đối với văn vũ mà nói đúng là không khó sau đó thì sao quân đội đẩy mọi tội danh lên người tôi hả đương nhiên ngay cả khi quân đội làm vậy văn vũ cũng sẽ không quan tâm chẳng qua là cần thiết lập lại lối thoát của mình lâm hải phong lắc đầu và quả quyết nói đêm đó sẽ xảy ra rất nhiều chuyện. Ví dụ như tôi cần xử lý một số con cháu thế gia tàn dư của quân đội, còn có một số phần tử tận trung với họ. Đương nhiên, đám người này không phải quá nhiều, vì người chết không đáng được tận hiến. Hơn nữa tôi cũng không phải không chuẩn bị trước gì cả. Cậu làm xong chuyện, trực tiếp về biệt thự ngủ một giấc là được. Sau đó, ngày hôm sau tôi sẽ kêu cùng Lưu đi đón cậu, chúng ta lại bàn chuyện hợp đồng tiếp theo. Vậy thì, trong tay đám người đó có sức chiến đấu cao cấp gì? Lâm Hải Phong lắc đầu, vốn không có sức chiến đấu cao cấp của quân đội, toàn bộ nằm trong tay tôi. Tôi vừa mới nói rồi, họ chỉ là một số nhà chính trị đã tách rời thời đại. Từng cũng không thể nói không có, họ kiểm soát một số vũ khí hạt nhân, nhưng vấn đề này cũng không là gì, dù gì họ cũng không thể để vũ khí hạt nhân rơi xuống đầu mình. Mà về mặt này, tôi cũng có một số biện pháp khắc phục. Lâm Hải Phong nói xong, hai người đột nhiên im lặng một thời gian dài, sau đó Văn Vũ mới lên tiếng. Sao không để Cùng Lưu và Chu Tước làm? Chuyện này, trong mắt họ, chắc cũng là chuyện đơn giản. Vậy thì không được, Cùng Lưu là chiến thần do tôi tốn công tạo ra, không những là vì thực lực, hơn nữa là còn là trụ cột tinh thần. Cùng Lưu không thể lộ diện trong nhiệm vụ này. Thậm chí Chu Tước lại càng không được, sự tồn tại của nó vẫn còn là bí mật với đa số con người. Nguyên nhân tôi vẫn luôn chưa ra tay, trừ việc phải chuẩn bị nhiều thứ, còn cần có cường giả siêu cấp đủ thực lực. Vốn dĩ nếu không có cậu, tôi đã quyết định để cùng Lưu Dễ Dàng đi rồi, nhưng bây giờ thì không nghi ngờ gì, cậu là lựa chọn tốt nhất. Nghe xong mấy lời này, Văn Vũ đang nghe truyện trên TV Audio CV suy tư rất lâu, cậu đưa tay phải về phía Lâm Hải Phong. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Sau một cuộc trao đổi ngắn, Văn Vũ trực tiếp đưa Độc Nhãn và Tinh rời khỏi văn phòng. Ở phía sau, chưa chờ Văn Vũ đóng cửa, một bóng màu đỏ tươi đã xuất hiện, sau đó cùng đứng trên vai với linh thú. Chu Tước dùng chân đá tiểu linh thú, thấy dáng vẻ tiểu linh thú nhảy dựng muốn đánh trả thì đột nhiên liếu triếu gào lên, sau đó càng dùng sức trêu chọc tiểu linh thú. Được rồi. Thấy dáng vẻ rắn chắc của Chu Tước trên vai, Văn Vũ nhẹ nhàng sờ đầu Chu Tước, sau đó cậu nói: "Sao mày lại qua đây?" lẽ nào thấy tư lệnh lâm khó chịu chuẩn bị cự tao hả đương nhiên đây chỉ là câu nói đùa nếu chu tước thật sự muốn cự với văn vũ thì đúng là được hời rồi chu tước trợn mắt nhìn văn vũ làn sóng tinh thần trực tiếp truyền vào đầu của cậu chờ cậu mạnh hơn một chút bây giờ yếu như vậy còn muốn ôm đùi tôi ư chu tước nói xong cái đầu nhỏ ngẩng cao đầy kiêu hãnh nhìn thẳng lên trần nhà sau đó bị tinh quốc đuôi bay ra xa thấy hai linh thú lại cãi nhau nữa trong mắt của văn vũ chật lóe lên sự phức tạp từ sau khi chuyển chức thành hồn sư văn vũ có cảm tình đặc biệt với sinh vật biến dị mạnh mẽ phần nhỏ là thích những sinh vật địa cầu đơn giản thành thật lại có thực lực mạnh ngang tàn đa phần lại là vì lòng tham có thể tưởng tượng nếu bên cạnh bản thân có nhiều hơn ba thần thú hồn sủng này vậy thì thực lực của mình sau này sẽ tăng tới mức độ nào nhưng thần thú thật sự rất hiếm chu tước là thần thú thứ hai mà văn vũ gặp tới giờ có thể biết được mức độ khát khao của cậu cỡ nào ấn tinh trên đầu văn vũ trực tiếp đi ra ngoài chu tước cũng trực tiếp rơi xuống người của tinh đuôi của tinh quét vài cái nhưng cũng không tỏ ra bất mãn gì thế là một cảnh tượng ngoạn mục đã xuất hiện trong quân sự một chức nghiệp giả với quả cầu tròn đen trên vai trong lòng ôm một con chó xám trên đầu thì có một sinh vật giống như rắn mối trên người của sinh vật giống rắn mối còn có một chú chim nhỏ đứng vênh váo người này mở sở thú à xì xì từng thấy chức nghiệp giả cưỡi động vật vẫn ít khi thấy động vật cưỡi người lại còn cưỡi nhiều con vậy đó không phải chim của tư lệnh lâm ư hình như phải nhưng mấy động vật nhỏ này dễ thương quá anh xem con rắn mối to trên đầu người kia mắt tròn thật lần đầu tiên tôi thấy con rắn mối to như thế tôi là rồng là rồng đó Thanh âm thì thào dĩ nhiên không thoát khỏi thính giác của Văn Vũ, cũng không thể thoát khỏi thính giác của Tinh. Tinh cứ liếu ríu về thân phận của mình trong đầu Văn Vũ, nhưng tiếc thay, Văn Vũ thật sự không cần thiết phải giải thích với những người này. Tôi có thể nói với các người trên đầu anh đều là thần thú. Sau đó đám người này sẽ hỏi thần thú là gì? Hoàn toàn là vòng tuần hoàn chết. Hơn nữa, ai nói không thể cưỡi tinh và độc nhãn, ông đây cưỡi thì sẽ dọa các người sợ một phen thôi. Văn Vũ trợn mắt, lập tức tăng tốc đi ra khỏi tòa nhà. Dưới lầu, Cùng Lưu đã đi khỏi nhưng để lại một quân nhân chờ Văn Vũ. Dù gì Cùng Lưu là chiến thần quân đội, quả thật bận nhiều việc, có thể dành thời gian một ngày đón tiếp Văn Vũ thì đã đủ thể diện cho cậu rồi. Lúc thấy bóng dáng của Văn Vũ, người quân nhân này thực hiện nghi lễ chào quân đội với cậu, sau đó lấy chìa khóa ra. Đại nhân, chiếc xe này là chiến thần đại nhân nhờ tôi giao cho anh. Văn Vũ nhận chìa khóa, quay đầu nhìn chiếc hung mơ quân sự mới toanh bên cạnh, cậu hài lòng gật đầu. Cảm ơn. Vậy thì, tạm biệt. Quân nhân nói xong thì trực tiếp đi ra ngoài, Văn Vũ nhìn chiếc hung mơ trước mặt, trực tiếp lên xe. Với tiếng động cơ gầm rú, chiếc xe từ từ nổ máy hướng về khu biệt thự. Môi trường đường xá trong nội thành khá tốt, ít nhất là đường từ bộ quân đội đến khu biệt thự cũng khá tốt. Không chỉ đề cập đến chất lượng của con đường, mà còn là số lượng phương tiện qua lại thành phố yến kinh trước ngày tận thế có thể nói là ba bước là một khối nhưng bây giờ văn vũ chỉ có một mình mình đang thưởng thức con đường trước ánh mắt ghen tị và kinh ngạc của đám binh lính bên đường trong lòng cậu chợt thở dài đây là chỗ tốt của quyền lực chiếc xe mà cùng lưu đưa cho văn vũ có một biển số bất thường điều này có thể được biết đến từ việc cậu ta ra vào tòa nhà quân sự mà không hề dừng lại để kiểm tra văn vũ được hưởng quyền lợi này là điều hiển nhiên nhấn mạnh chân ga cảm giác được quán tính ép chặt phía sau trong lòng văn vũ sảng khoái không nói cũng biết được mặc dù văn vũ chưa bao giờ lái xe ô tô và cũng không có bằng lái xe nhưng những việc này rất đơn giản dưới thần kinh phản xạ của những chức nghiệp hôm qua văn vũ nhìn thấy các động tác của cùng lưu thì đã hiểu được cách lái xe rồi cho đến luật giao thông trước khi văn vũ nghĩ đến những vấn đề này thì khu biệt thự ở xa xa đã nằm trong tầm mắt đạp mạnh phanh xe văn vũ khẽ lắc người vì quán tính nhìn chiếc xe quân sự xuất hiện trước mặt và phương viễn đang đứng ở cửa văn vũ thở dài con cáo già tư lệnh lâm này đều là đoán được hết rồi sau đó cậu thầm thở dài cho những người thân trong gia đình này hy vọng cậu có thể thể hiện một chút thành ý nếu không tiệc cưới sẽ trở thành tang lễ trong mắt văn vũ lời đáp ứng của văn vũ đối với nhiệm vụ của tư lệnh lâm chưa chắc đã hoàn thành đây chỉ là sự hợp tác không phải là một lời hứa nếu lợi ích mà gia tộc đưa ra đủ lớn nội dung hợp tác có thể lật ngược lại ai còn sợ đắc tội lâm hải phong là như thế nào cho nên trong biểu hiện thân thiện của phương viễn có thể cậu ta không biết rằng thái độ của cậu ta hoặc thứ mà cậu ta lấy ra sẽ quyết định sự sống chết của rất nhiều người khi văn vũ bước ra khỏi xe sắc mặt của cậu đã rất bối rối. Là đại tá Phương Viễn đúng không, chúng ta đã gặp nhau ngày hôm qua. Phương Viễn bước dài ba bước thành hai bước đi tới Văn Vũ bước, vẻ mặt đắc ý nói. Tôi thực sự xin lỗi người anh em Văn Vũ. Hôm qua tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, có thể đã lao vào chống lại người anh em Văn Vũ đây, vẫn là xin cậu người lớn trọng lượng, chớ trách, chớ trách. Theo phép lịch sự của hai người, Văn Vũ mời Phương Viễn vào biệt thự, theo sau là hai chức nghiệp mà Phương Viễn đã đưa tới. Hai người đều có thực lực không thấp, đều là thực lực cấp 3 trung kỳ, điểm này cũng có thể chứng minh được thực lực của gia tộc không yếu. Đáng tiếc bọn họ có thể không hiểu được, người thật sự có được thực lực đỉnh phong trên đời này là mạnh đến mức nào. Trong đại sảnh của biệt thự, Phương Viễn ngồi ở ghế khách, không ngừng trò chuyện với Văn Vũ. Đây là cách trò chuyện cũ trước ngày tận thế, đương nhiên, tố chất riêng của Phương Viễn không hề thấp tuy là nói chuyện thường ngày nhưng trò chuyện với phương viễn vẫn có cảm giác rất bình thường chủ yếu là từ miệng phương viễn nói ra có nhiều tình huống dở khóc dở cười điều này có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai chàng trai một cách hiệu quả vì vậy theo cách nói của phương viễn thì văn vũ nghe được nhiều điều kỳ lạ nháy mắt đã trôi qua nửa canh giờ rồi phương viễn thấy văn vũ nặng nề ngáp một cái thì đột nhiên biết rằng sự kiên nhẫn của anh chàng trước mặt này đã gần như tiêu hao hết bèn dứt khoát thay đổi kế sách Ngày hôm qua, khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy cậu Văn Vũ, liền cảm thấy cậu không phải là người bình thường, sau khi trở về, tôi đã kiểm tra danh tính của cậu. Thật không ngờ lại là trình tự số 2, thực sự làm tôi rất ngạc nhiên. Nghe được câu này, Văn Vũ đáy mắt phát lạnh. Mặc dù đã biết từ miệng của Lâm Hải Phong rằng những người này chắc chắn biết danh tính của mình, nhưng vở kịch vẫn phải là diễn cho được đầy đủ. Vì đấy là sự tự tu dưỡng của một diễn viên nhìn thấy vẻ mặt của văn vũ trái tim phương viễn đột nhiên đánh lộc bột vẻ mặt của văn vũ cũng không có gì lạ bất kỳ ai cũng luôn có chút kiên kỵ về việc bị điều tra chuyện của mình mà không có sự cho phép cậu văn vũ xin đừng tức giận đây thực sự là một việc tốt ồ các người điều tra tôi là chuyện tốt sao lời nói này tôi nghe có chút không hiểu rồi nghe văn vũ có chút quán trách phương viễn chậm rãi nói hôm qua sau khi biết thân phận và thực lực của cậu văn vũ lão đại của chúng em đã quyết định ngay trong đêm để cùng với cậu văn vũ hợp tác hợp tác cái gì và lão đại của người là nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của văn vũ phương viễn sắc mặt trở nên thẳng tắp sau đó chậm rãi nói phó chủ nhiệm trước tận thế phương lão gia cậu không biết sao ồ văn vũ kinh ngạc nhìn phương viễn phương viễn tiếp tục trên thực tế nội bộ quân đội đã trở thành hai phe một là lâm hải phong hai là do cha tôi đứng đầu nói thật chúng tôi thật sự không nghĩ lâm hải phong thích hợp làm tổng tư lệnh quân đội mỗi ngày chỉ biết chuẩn bị chiến tranh không có phương tiện ngoại giao cách nhìn tổng thể cũng không có trên thực tế có rất nhiều người trong quân đội không hài lòng với lâm hải phong sau đó phương viễn đã nói chuyện rất nhiều với văn vũ dùng cách nói thật thật giả giả mà hạ thấp lâm hải phong và phóng đại bản thân Đợi Phương Viễn nói xong, Văn Vũ suy tư một chút rồi chậm rãi gật đầu. Phương thức hợp tác là gì? Nghe Văn Vũ nói có khả năng hợp tác ở đây, cảm giác khẩn trương của Phương Viễn lập tức nới lỏng được một chút. Phương Viễn tin rằng không ai có thể từ chối điều kiện hợp tác mà anh đề ra. Cậu Văn Vũ, với tư cách là trình tự số 2, thực lực của cậu nhất định tốt hơn cùng lưu. Nói cách khác, có cậu Văn Vũ ở đây, cùng lưu cũng không cần thiết là chiến thần nữa rồi chúng tôi có thể khiến cậu trở thành chiến thần của toàn bộ hoa hạ nghe thấy điều kiện này văn vũ gật đầu ra hiệu cho phương viễn tiếp tục hơn nữa nơi này không tốt lắm ngôi nhà này không xứng với thân phận chiến thần đại nhân của cậu cậu nghĩ sao về một ngôi nhà tứ hợp viện ở khu vực trung tâm được rồi sự việc chưa nói xong thì đã trực tiếp gọi là chiến thần đại nhân giọng điệu này không hề chậm chạp phương viễn tiếp tục nói hơn nữa cậu là chiến thần đại nhân thì làm sao có thể không có hai nữ thư ký thân cận. Phương Viễn cố tình nhấn mạnh về người nữ. Và chúng tôi sẽ cung cấp một triệu điểm ma tinh. Cái gọi là điểm ma tinh là tiền giấy do nơi tập trung yến kinh phát hành sau ngày tận thế. Con số một triệu điểm không tính là lớn, tương đương với 10 viên ma tinh cấp 4, đương nhiên muốn đổi thì có chút khó khăn. Lại thấy Văn Vũ gật đầu, Phương Viễn nói với một giọng rất khiêu khích. Cậu Văn Vũ, chỉ cần cậu hợp tác với chúng tôi chúng tôi có thể đảm bảo cho cậu cả đời thịnh vượng và giàu có nhân tiện tôi vẫn còn một cô em gái chưa kết hôn nếu chúng ta hợp tác sâu hơn tôi nghĩ chúng ta sẽ trở thành một gia đình trong tương lai để có những thứ này chỉ cần cậu làm cho chúng tôi một số việc là được sau đó không khí đột nhiên im lặng phương viễn tin rằng văn vũ đang suy nghĩ và cân nhắc và bản thân Phương Viễn tin rằng những điều kiện này đủ để gây ấn tượng với hầu hết các nhà chức nghiệp. Đáng tiếc, cậu ta không biết rằng không có thứ nào trong số những thứ này đánh trúng điểm dê của Văn Vũ. Còn gì nữa không? Văn Vũ đợi hồi lâu, thấy Phương Viễn đang nhìn chầm chầm mình thì trong lòng đột nhiên bối rối hỏi không ra tiếng. Phương Viễn mặt tái đi khi nghe Văn Vũ nói xong, ngượng ngùng cười cười. Thế nào? Cậu Văn Vũ? Những thứ này vẫn chưa đủ sao? Nếu cậu nghĩ vẫn chưa đủ, chúng ta có thể bổ sung thêm tầng thứ ba trên các điều kiện căn bản ban đầu. Phương Viễn nghiến răng nói, trong lòng đồng thời đang nhỏ máu. Bởi vì những thứ này vốn là do Phương Viễn chuẩn từ những nguồn đen mà có. Văn Vũ trầm mặt một hồi, mới chậm rãi nói. Tốt lắm, tôi rất vừa lòng. Không cần bổ sung, những thứ này đủ rồi. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Văn Vũ, Phương Viễn lập tức thở ra một hơi, không biết là do vì nhiệm vụ được giao ở trong nhà đã hoàn thành hay là do số vật tư nguồn đen kia. Sau đó Phương Viễn lấy ra một thiếp mời từ trong túi của mình và nói: "Tối mốt, ông nội tôi làm sinh nhật lần thứ 80 ở tại nhà cổ của Phương gia ở khu trung tâm. Đến lúc đó tôi sẽ cử người đến đón anh Văn Vũ. Khi yến tiệc kết thúc, chúng ta sẽ bàn bạc chi tiết về sự hợp tác." "Tôi nhất định sẽ đi." Văn Vũ gật đầu đáp ứng vậy thì tôi sẽ không làm phiền cậu văn vũ nữa phương viễn nói xong liền cùng thuộc hạ rời khỏi biệt thự của văn vũ chỉ còn lại văn vũ ngây người nhìn thiệp mời trên bàn trà thật lâu sau văn vũ bất lực thở dài những chính khách lạc lõng với thời đại là từ miêu tả hoàn hảo trong hai ngày tiếp theo văn vũ nhàm chán đi lang thang trong nội thành cũng không phải là văn vũ không vội đề cao thực lực mà hiện thực ngược lại chính là làm chức nghiệp quá tàn nhẫn phải giết tất cả những người để có thể nhận được điểm. Những người còn lại không thể bị giết, hoặc vì chúng quá mạnh, hoặc vì chúng quá khó tìm. Ít nhất là xung quanh nơi khu tập trung yến kinh đã rất khó để tìm thấy những sinh vật để có thể kiếm được điểm. Hơn nữa, với thực lực hiện tại của Văn Vũ, trừ phi tìm được một nhóm dị thú quy mô lớn, nếu không thì tiến độ biến hóa cũng không khó như vậy. Cốc hơn hết là hãy đợi cho đến khi nhiệm vụ này kết thúc, cùng hợp tác với Lâm Hải Phong để tìm hiểu một cách thoải mái các tin tức. Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày tận thế. Theo ước tính của riêng Văn Vũ, cho dù là trong khoảng thời gian còn lại, cậu ta có thể leo núi và tìm dị thú đột biến, cũng là có thể đem sức mạnh của cậu ta nâng lên cấp 5 hoặc hơn, chỉ là cần nhiều thời gian và công sức hơn. Trong hai ngày, Tiểu Tuyết đến gặp Văn Vũ một lần, cô ấy nói rằng cô ấy muốn giới thiệu vài người bạn gái cho Văn Vũ, đáng tiếc là Văn Vũ không có hứng thú với những chuyện này lúc này văn vũ đang nghiên cứu bản đồ quân sự trong phòng bản đồ đầy những đường màu đỏ đây là tất cả để chuẩn bị cho kế hoạch quảng bá tiếp theo một khi cậu không thể nhận được tin tức mà cậu muốn từ quân đội thì bản đồ này sẽ trở thành bảo chứng cho việc thăng cấp cho chính cậu xuất phát từ diên kinh đi hết núi thái hằng tần lĩnh và núi côn lôn rồi bay ra khỏi đất nước quét dọc theo bờ biển thời gian có hơi eo hẹp nhưng dự kiến tích điểm và máu thịt thu hoạch được hoàn toàn đủ cho chúng ta thăng cấp rồi. Nghe thấy những lời của Văn Vũ, Độc Nhãn và Tinh Chỉ im lặng đứng một bên. Làm thế nào để đến được? Tất nhiên đi xe buýt, độc nhãn và máy bay, tinh mà đến rồi. Biết trước nghề nghiệp sắp tới của mình là phương tiện di chuyển, Độc Nhãn và Tinh Chỉ nhăn mặt, nhìn bản đồ mà không nói một lời. Cảm nhận được suy nghĩ của hai con thú hồn, Văn Vũ vỗ vỗ đầu hai con thú làm việc chăm chỉ, thăng chức nhanh chóng, chờ cho sếp tăng lên cấp cao hơn, rồi tìm một thú hồn chuyên vận chuyển. Đương nhiên, những thứ này chỉ là để làm cho hai con thú hồn vui vẻ, Văn Vũ nhất định không có xa xỉ đến nỗi để cho một con dị thú chỉ có thể du hành chiếm cứ không gian hồn cảnh của hắn. Văn Vũ nhận ra, hai con dị thú tự nhiên cũng nhận ra, bọn họ mặc kệ Văn Vũ an ủi, độc nhãn và tinh chỉ nheo mắt, nhìn đi nhìn lại lộ trình đã định của Văn Vũ quả thật là đoạn đường hơi dài. Tu tu tu. Tiếng còi làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Văn Vũ. Sau khi phân loại bản đồ quân sự xong, Văn Vũ trực tiếp đưa vào trong chiếc nhẫn không gian, sau đó ôm lấy độc nhãn và tinh, trực tiếp đi ra ngoài. Ở bên ngoài, Phương Viễn đứng trước một chiếc rôn roi trong bộ vét chỉnh tề và mỉm cười với Văn Vũ. Đến giờ rồi, không biết là cậu Văn đã chuẩn bị xong chưa? Văn Vũ gật đầu. Đã sẵn sàng rồi trên ghế sau của chiếc xe sang trọng văn vũ và phương viễn trò chuyện không ngừng không mất một giờ để đến ngôi nhà cổ của phương gia nói là một ngôi nhà cổ nhưng cách bài trí của cả ngôi nhà hoàn toàn lộng lẫy còn chưa bước vào văn vũ có thể nghe thấy tiếng nói chuyện cười đùa ở bên trong đi thôi anh văn vũ tôi đưa cậu đi gặp ông nội văn vũ gật đầu lập tức đi theo phương viễn đáng tiếc vừa tới cửa nhà cậu đã bị người phục vụ canh cửa chặn lại xin lỗi ngài ngài có thể đưa cho tôi chiếc nhẫn không gian và hai con vật cưng của ngài được không người phục vụ lịch sự nói với văn vũ văn vũ nhíu mày quay đầu nhìn phương viễn phương viễn hơi xấu hổ nói với văn vũ thực xin lỗi cậu văn vũ đây là quy củ cậu xem văn vũ do dự một chút rồi nói với phương viễn tôi chắc chắn sẽ không giao chiếc nhẫn không gian tôi có thể hiểu nếu các người làm điều đó vì lý do an toàn không thì như vậy đi các vị đến kiểm tra những món đồ trong chiếc nhẫn không gian của tôi và sau đó để tôi mang chiếc nhẫn không gian đi vào như thế nào những không gian văn vũ không có nhiều thứ đáng tiếc có một vài thứ tốt mà văn vũ thực sự không thể để chúng rời khỏi tầm mắt của mình ví dụ như quyển trục bóng tối thần quan trí năng quyển tàn thư bóng tối phương viễn do dự nhìn hai người phục vụ vẫn đang vươn tay sau đó nhìn đến văn vũ mặt tràn đầy quyết tâm nhất thời có chút không quyết định từ góc độ này mà xem thì địa vị của Phương Viễn trong gia đình họ Phương không cao chút nào. Cảnh tượng lặng đi một lúc, cho đến khi một giọng nói từ xa vọng lại. "Không cần kiểm tra nữa, hãy để cậu ta đi." Người phát ra âm thanh là ở phía sau, Văn Vũ chưa kịp quay đầu đã nhìn thấy một bóng người đi tới. Vị khách mặc bộ quân phục màu xanh đậm, trên vai có logo khiến Văn Vũ có phần không nhìn ra được người trước mặt là cấp bậc nào người mới đến mỉm cười với Văn Vũ và giới thiệu về bản thân. Tôi tên là Phương Văn Hải, là anh họ của Phương Viễn. Sau đó, Phương Văn Hải chỉ vào dấu vết trên vai anh và nói một cách bình tĩnh. Đây là dấu hiệu của một lực lượng đặc biệt mới được thành lập của quân đội sau thời kỳ Mạc Thế bắt đầu, là một đội trưởng trong quân đội. Sau đó, Phương Văn Hải vẫy tay với hai người phục vụ và hai người phục vụ lập tức bước sang một bên. Phương Viễn ngập ngừng bước tới và nói: chào anh họ phương văn hải không để ý lắm đến người em họ rác rưởi này trực tiếp gật đầu em đi trước đi anh sẽ đưa cậu văn vũ vào nói xong anh ta bỏ qua vẻ mặt khó coi của phương viễn trực tiếp đi vào trong sân văn vũ đầu tiên nhìn phương văn hải đang sải bước về phía trước lại nhìn phương văn viễn hơi nhún vai cùng phương văn hải rời đi phương viễn là em họ của tôi nói chính xác người họ hàng này có chút xa bởi vì tôi là người nhà họ Phương không thể đánh chết mối quan hệ này, sở dĩ hôm nay tôi có thể tới đây, cậu cũng nên đoán được tại sao." Phương Văn Hải vừa nói với Văn Vũ vừa đi vào trong. Văn Vũ gật gật đầu hiểu rõ. Không có gì khác, chỉ vì Phương Văn Hải này có sức mạnh cấp 4. Trình độ này, từ góc độ của nhóm chức nghiệp hiện tại, nhất định là cấp độ nghiền nát. Tuy nhiên, tên này xuất hiện ở đây ngày hôm nay, chỉ có thể nói rằng cuộc sống của nó không tốt lắm thực ra hôm nay tôi đến đây với mục đích khác phương văn hải đột ngột dừng lại và nhẹ nhàng nói cậu phụ trách bên trong tôi phụ trách bên ngoài khi nào cậu phát tín hiệu thì tôi sẽ ra tay ngoài ra hãy cẩn thận những lá bài của gia đình này phương văn hải nói xong liền xoay người đi về phía bên ngoài biệt thự văn vũ ngây người nhìn phương văn hải đang đi ra khỏi cửa trong đầu trực tiếp hiện lên một ý nghĩ tư lệnh lâm là lo lắng cho bản thân mình tư lệnh lâm làm thêm một việc đảm bảo đó là điều bình thường theo quan điểm của văn vũ thái độ của cậu ta hoàn toàn không rõ và lâm hải phong hoàn toàn không thể đảm bảo liệu văn vũ có rơi vào tay thế gia này hay không đó là lý do tại sao phương văn hải lại xuất hiện như thế này một là để phương văn hải tự giải quyết một số rắc rối nhỏ cho mình hai là báo ngay cho lâm hải phong những gì đã xảy ra để lâm hải phong đã có những biện pháp đối phó kịp thời văn vũ không có gì phàn nàn về những điều này cậu sẽ làm những việc này với nhiều tính đảm bảo hơn. Đây được gọi là làm việc ổn thỏa, chưa nói đến một sự kiện lớn. Nhưng sức mạnh của Phương Văn Hải đã cho Văn Vũ nhiều ý tưởng hơn. Phương Văn Hải này không hề yếu. Đánh giá tính tình của hắn, xem ra hắn vừa mới bước chân ra chiến trường. Hắn nên là một cao thủ của quân đội tiền tuyến. Văn Vũ sẽ không ngây thơ khi nghĩ rằng quân đội chỉ có một chức nghiệp cấp 4. Chậm rãi lắc đầu, Văn Vũ ném những suy nghĩ vô ích này ra khỏi đầu, cầm lấy một ly rượu trên khay người phục vụ đi qua, đi về phía địa điểm tráng lệ bên trong. Bên trong sân, tiếng hát và nhảy múa đang lên. Văn Vũ lặng lẽ nhìn một nhóm lớn người thường mặc vét và dày da, hoặc những người đẹp bình thường duyên dáng, vừa đi vừa nói không ngừng, kèm theo những giọng nói đang xen, nói về nhiều chủ đề khác nhau. Bộ trưởng Vương, không biết việc lần trước nhờ ngài. Ô ô ô, Ý cô là nói công việc của con thứ hai của cô đúng không? Ngày mai đơn hàng sẽ xuống, tôi sẽ phụ trách công tác hậu cần. Tôi hứa là cô sẽ hài lòng. Anh Lý người ta có hứng thú với một bộ quần áo, ngày mai anh mua cho em đi. Giá bao nhiêu? Chỉ có 5.000 điểm ma tinh, không đắt chút nào. Được rồi, chuyện nhỏ. Công tướng quân, không biết hôm nay anh chuẩn bị quà gì cho sinh nhật ông nội? Không có gì tốt chỉ là một ít thư pháp và hội họa như vậy đáng giá rất nhiều tiền hôm qua tôi đến phố đồ cổ khu trung tâm xem qua không có nhiều thứ nhưng giá cả một cái mắt hơn một cái các thanh âm ồn ào vang lên bên tai văn vũ khiến văn vũ cao mày càng sâu mức độ quan hệ của những người trong những gia đình quý tộc này vượt xa trí tưởng tượng của chính văn vũ các giao dịch lợi nhuận khác nhau được thảo luận trong đó thậm chí bao gồm một số chức vụ có thực quyền như đoàn trưởng và chỉ huy lữ đoàn chưa kể những câu chuyện phím trong lời nói của một số quý cô, ngoài việc trang điểm mỹ phẩm, họ còn nói đến chuyện mai mốt đi chơi. Đương nhiên, cần quân đội cung cấp sự an toàn. Văn Vũ hoàn toàn không hiểu được, ở thời đại này không an toàn như vậy thì làm sao có thể có nhiều thời gian lang thang như vậy. Có lẽ trong mắt bọn họ, với sự bảo vệ của quân đội và sống ở khu vực trung tâm thịnh vượng nhất của khu tập trung Yến Kinh, tự nhiên sẽ không nghĩ đến việc an toàn cho cá nhân nữa đầy những suy nghĩ ấm áp những người này có đủ loại suy nghĩ những suy nghĩ nhàm chán những suy nghĩ có trước thời mạc thế chậm rãi lấy ra một miếng thịt dị thú từ trong đĩa cơm trong miệng nhẹ nhàng nhai thức ăn khá ngon văn vũ chậm rãi gật đầu đối với bữa tiệc này chỉ những thứ này là phù hợp nhất với sở thích và giá trị của văn vũ trong cảnh người qua lại cuối cùng phương viễn cũng tìm thấy một người và hai con vật cưng đang ăn uống toàn bộ thức ăn trên dãy bàn đã được một người và hai con vật nuôi quay tròn và bên trên chỉ còn có cảng thức ăn vương vãi khắp nơi tinh và độc nhãn rất thành thật chúng không nhảy lung tung chỉ liên tục nhặt thức ăn ở quanh thân và trước mặt của văn vũ phương viễn có chút xấu hổ khi nhìn thấy cảnh này bởi vì mọi người xung quanh đều đang quan sát văn vũ và hai con vật cưng và họ không ngừng phát ra những âm thanh chế dẻo thứ mọi rợ này từ đâu ra đây thật là giống như chưa từng thấy đồ ăn trong đời vậy. Có phải là dân tị nạn từ ngoại thành đến? Nhìn xem, thật sự là mất hết phép tắc, đến dự tiệc sinh nhật mà còn đem theo hai con thú vật, người hoang dã này từ nơi nào đến vậy? Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Tất cả các loại lời nói đều trộn lẫn vào nhau, tuy rằng thanh âm rất nhỏ nhưng cũng không thể che đi bên tai Văn Vũ. Phương Viễn vắt hết sức chen qua, tự nhiên nghe được những lời bình luận này liền bước nhanh đến bên cạnh Văn Vũ, vẻ mặt mang sự xấu hổ nói. Cậu Văn Vũ, đừng chấp nhất mà nghe lời bọn họ. Phương Viễn trải qua một thời gian trong quân đội, nên biết rất rõ người như Văn Vũ, không có khả năng ăn mặc chỉnh tề cùng với khách khứa xung quanh tỏ ra khiêm tốn và thuận theo. Tương tự, Phương Viễn hiểu rõ hơn về sức mạnh của những người này. Văn Vũ gắng sức nuốt xuống miếng thịt bò trong miệng, đồng thời nhồm nhòm không rõ mà nói. Thịt bò ngon thịt bò tự nhiên là ngon rồi, vì đây là loại bê nhỏ, chưa bị đột biến gen. Mặc dù thiếu đi năng lượng khổng lồ của thịt dị thú, nhưng phải nói chất lượng thịt của nó mạnh hơn nhiều so với dị thú. Thịt mềm, non và ngon hơn. Nhìn thấy thái độ của Văn Vũ, Phương Viễn liền yên tâm, kéo la Văn Vũ đi, đồng thời nói. Đi nào, tôi sẽ giới thiệu vài người cho cậu. Văn Vũ để thức ăn trong tay xuống, bắt lấy độc nhãn và tinh đi theo Phương Viễn về phía xa. Cuộc bàn tán xung quanh vẫn không dừng lại, Văn Vũ chỉ cười nhẹ về chuyện này. Cậu không quan tâm đến bất cứ điều gì với một nhóm người chết. Văn Vũ đi theo Phương Viễn chậm rãi đi đến một góc trong sảnh bữa tiệc. Ở đó, một nhóm thanh niên nam nữ mặc lễ phục đang cười nói vui vẻ khi nói về những chủ đề nhàm chán. Ví dụ, một người đàn ông nói rằng anh ta đã thử thách việc thăng cấp ngày hôm nay và đã thăng cấp thành công lên chức nghiệp cấp 2, để thể hiện bản lĩnh của mình một cô gái xinh đẹp đã thảo luận với các bạn gái của mình ngày mai cô ấy nên đi mua sắm ở đâu và mua mỹ phẩm nào cùng một lúc nhìn thấy phương viễn đi tới những người này dường như đã tìm được ý trung nhân bọn họ không ngừng nói chuyện lịch sự xung quanh phương viễn từ điểm này cũng có thể thấy được vị trí của gia tộc họ phương trong số các gia đình quý tộc này sau một lúc lâu ngay khi văn vũ đang sốt ruột chờ đợi phương viễn cuối cùng cũng kéo qua văn vũ đồng thời giới thiệu vị này là cường giả mới tìm được trong phương gia chúng ta thực lực cả anh ta còn mạnh hơn cả cùng lưu nghe giới thiệu còn mạnh hơn cùng lưu hiện tại nam nhân chung quanh đều là kinh ngạc đồng thời từng đôi mắt một liếc về phía văn vũ có chút dò hỏi phương viễn tiếp tục nói vị này rất có khả năng là chiến thần đại nhân trong tương lai đừng nói là anh đây không chăm sóc các vị cho các vị nhìn trước cho quen mặt cùng lúc đó phương viễn thì thầm vào tai văn vũ những lời chẳng hạn như đây là con trai của ai con gái kia của nhà nào theo ý định của phương viễn cho bọn họ kết bạn có thể giúp cho sự nghiệp sau này của văn vũ tốt hơn nhân tiện sau một lúc lâu phương viễn nói giới thiệu cậu với em gái tôi nhìn thấy nụ cười ranh mãnh của phương viễn văn vũ đột nhiên hiểu rằng cô em gái này có thể là công cụ để những gia đình này kết hôn với anh kết hôn chắc chắn là phương thức ngoại giao tốt nhất trong mắt các gia đình này một lúc sau, Phương Viễn kéo một thiếu nữ mặc váy trắng bước tới. Thiếu nữ này khoảng 20 tuổi, độ tuổi này là độ tuổi đẹp nhất của người phụ nữ. Ngoài ngoại hình ưa nhìn, dáng người cao ráo, trang phục đẹp mắt, kiều nữ lập tức thể hiện ra bóng dáng của nữ thần. Phương Viễn nháy mắt với Văn Vũ, đồng thời nói. Đây là cô em gái nhỏ, gọi là. Đáng tiếc, Phương Viễn chưa kịp nói xong, em gái nhỏ đã kéo tay Phương Viễn ra, đồng thời nhìn Văn Vũ đầy tự hào hắn không phải chỉ là võ giả sao? hắn chỉ là người phàm tục biết đánh đánh giết giết. cái này có gì hay ho? cùng lúc đó, thiếu nữ đảo mắt nhìn văn vũ, xoay người đi về phía nơi cô vừa đi. chỉ còn lại phương viễn, người đang thất thế tại chỗ. vị trí của anh trong nhà họ phương không tốt lắm. văn vũ nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu trong ly, trêu chọc nói. phương viễn nhìn văn vũ vẻ mặt ngượng ngùng, hồi lâu mới thì thào nói. Lão đại đã đồng ý, cô ấy phản đối cũng vô ích, nhưng cậu Văn Vũ có lẽ cần phải cố gắng một chút. Văn Vũ gật đầu. Tôi sẽ cố gắng. Trong khi Phương Viễn đang nói chuyện với Văn Vũ, một nhóm binh lính hộ tống vài người già đi vào sảnh tiệc một cách chậm rãi. Ông tôi đến rồi và Những từ sau đó đã được Văn Vũ lọc ra một cách có chọn lọc. Bởi vì ai đến đây không còn quan trọng. Bắt đầu rồi. Một tiếng xì xào nhẹ nhàng vang lên. Phương Viễn gật đầu sang một bên. "Vâng, bắt đầu rồi." Với sự xuất hiện của ông Phương, toàn bộ yến hội lập tức bước vào đại tiệc. Nhiều người đi tới và liên tục nói những câu như "Phúc như đông hải, thọ bỉ nam sơn" với ông Phương. Mặc dù lời nói sáo rỗng, nhưng nhân dịp này đã làm cho ông Phương cười không khép mồm. Cùng lúc đó, từng món lễ vật, chẳng hạn như thư pháp cổ và hội họa, liên tục được gửi đến trước mặt ông phương rồi được người phục vụ của ông chuyển ra phía sau phương viễn lôi kéo văn vũ trực tiếp đi tới trước phương lão gia tử ông nội phương viễn kéo văn vũ đi qua đám đông tất nhiên cũng có nhiều nguyên nhân khiến nhiều người biết phương viễn nên đã chủ động mở đường ông phương nhìn phương viễn rồi nhìn văn vũ với hai con hồn thú đang treo phía sau khẽ gật đầu sau đó nói với chất giọng già dặn người đứng sau con là người anh em văn vũ phải không đến nào đến đây ngồi đi văn vũ gật đầu khi nghe cha phương nói trực tiếp đi tới phía trước ngồi ở bên cạnh hắn ông phương nhìn văn vũ cẩn thận sau đó đối phương viễn ở bên cạnh nói đi gọi văn văn lại đây phương viễn gật đầu đáp lại một lúc sau phương viễn đem cô em gái bất đắc dĩ đến ông phương nhìn văn vũ vài lần sau đó đối với văn vũ nói đây là cháu gái của ta, từ nhỏ đã hơi nhõng nhẽo, nhưng các ngươi đều là người trẻ tuổi. Nếu như thường xuyên tiếp xúc, ta nghĩ dần dần sẽ thành quen. Rõ ràng, ông Phương đã cố gắng hết sức để ghép Văn Vũ với cháu gái của mình. Văn Vũ cũng thừa nhận rằng đó chắc chắn là cách tốt nhất để biến người mình muốn thu phục thành của riêng mình. Thật không may, mục đích của Văn Vũ hôm nay không phải là điều này. Văn Vũ gật đầu, như một câu trả lời cho câu hỏi của ông Phương. Nhưng thái độ này lại làm cho ông Phương cao mày, trong lòng nổi lên vài ý nghĩ xấu. Ông Phương đã tham gia chính trường nhiều năm như vậy, nếu muốn có thể quan sát ngôn ngữ và sắc mặt, thì hiện tại trên trái đất, ông Phương nhất định là một trong những người giỏi nhất. Sao vậy? Không vừa ý cháu gái của ta. Ông Phương cười nói với Văn Vũ, đồng thời quan sát kỹ hơn vẻ mặt của Văn Vũ. Văn Vũ nhìn xung quanh, sau đó nhìn vẻ mặt không thay đổi của ông Phương, chậm rãi lắc đầu mọi người đều ở đây đúng không vậy thì tôi phải bắt đầu rồi văn vũ nói xong chậm rãi đứng lên đồng thời từ trong những không gian lấy ra một hộp quà giọng của văn vũ rất nhẹ khiến người xung quanh không nghe thấy nhìn thấy hộp quà phương viễn ánh mắt nhìn văn vũ đột nhiên thay đổi sau đó chậm rãi giơ ngón tay cái lên đối với văn vũ rõ ràng phương viễn có chút ngạc nhiên về việc văn vũ lại có tâm như vậy văn vũ chậm rãi đưa hộp quà đến trước mặt ông phương cung kính nói chúc ngài phương phúc như đông hải thọ bỉ nam sơn nói xong liền trực tiếp lấy thuật khóa không gian từ trong hộp ra và trực tiếp tháo nó ra tấm trèm ánh sáng xanh lam trực tiếp bao phủ toàn bộ sảnh tiệc và ngay cả sân bên ngoài cũng được bao bọc trong đó nhìn thấy bức màn ánh sáng xanh đột ngột xuất hiện cảnh tượng im lặng trong chốc lát rồi đột nhiên hỗn loạn những vị khách mời tham dự yến tiệc này đều là người ưu tú Đương nhiên hiểu rõ tấm rèm ánh sáng màu xanh lam này ở đây nhất định không phải quà tặng. Cậu đang làm gì đấy? Phương Viễn vội vàng bước về phía trước hai bước, quát mắng Văn Vũ. Văn Vũ nhìn đám khách hỗn loạn phía sau mình cùng mấy nhân viên an ninh chạy tới sảnh tiệc, sau đó nhìn mặt khó coi của Phương Viễn, cùng với sự bình tĩnh trước mặt của ngài Phương, chậm rãi nói. Đây là một món quà từ Lâm Tư lệnh cho ngài Phương. Tất nhiên, bản thân tôi có thể được coi là một phần của món quà. Còn nữa, tôi đây cần phải nói một câu, đây không phải là ân oán của một cá nhân. Với sự biến lớn nhanh chóng của độc nhãn và tinh, toàn bộ sảnh tiệc đột nhiên gây ra bạo loạn lớn hơn. Khi bức màn ánh sáng vừa được hình thành, Văn Vũ đã ra lệnh cho độc nhãn và tinh. Giết tất cả mọi người trong bức màn ánh sáng. Với sự xuất hiện của hai quái thú đột biến cấp 4 trong hình dạng đầy đủ, khung cảnh đột nhiên trở nên đẫm máu. Độc nhãn và tinh thực sự dễ dàng đối phó với những người bình thường hoặc các chức nghiệp cấp thấp, cũng như một số nhân viên an ninh cấp thấp. Văn Vũ chậm rãi đi ngang qua Phương Viễn đang có vẻ mặt đờ đẫn, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh vẻ mặt bình tĩnh của ông Phương, chậm rãi cầm lấy một gói thuốc đại trung hoa đặt ở bên cạnh, sau khi đốt lên thì hít một hơi. Có thể là mùi thuốc lá khiến ông Phương có chút khó chịu, ông Phương ho khan hai tiếng, đầu tiên là nhìn màn tu la đẫm máu trước mặt, sau đó nhìn Văn Vũ đang ngồi bên cạnh hút thuốc nhẹ nhẹ gật đầu. Tôi biết rằng sẽ có một ngày như vậy. Tôi đã biết điều đó từ rất lâu rồi. Văn Vũ phun ra khói thuốc, trực tiếp tiếp nhận lời nói. Vậy cho nên, ông không áp dụng biện pháp cứu mạng đã chuẩn bị sao? Trong số các gia tộc này, chắc chắn phải có một số thẻ bài, những thứ này trong lòng Văn Vũ đều biết rõ. Vừa rồi Phương Văn Hải cũng yêu cầu bản thân mình phải cẩn thận với những gia đình quý tộc này. Nghe được lời của Văn Vũ, Ông Phương Phụ gật đầu, trực tiếp chỉ vào hai người trang trí giống như áo giáp đang đứng trong sảnh tiệc. Nó ở ngay đó. Đó là hai con rối thép được mang ra từ trong bảo địa, sức mạnh của đỉnh phong cấp 3. Nhưng vô dụng, đúng không? Văn Vũ gật đầu. Cho nên, khởi động hay không khởi động bọn chúng cũng không cần thiết nữa rồi. Tốt hơn là giao cho Hải Phong, để hắn đến sử dụng hiệu quả chiến đấu của bọn chúng. Ông Phương lắc đầu thở dài tôi không muốn nói gì nữa kỳ thực tôi biết rằng sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như vậy tiểu lâm là người mà tôi đã luôn giỏi theo hắn từng bước cho đến bây giờ tôi hiểu rất rõ ý tưởng của hắn đồng thời tôi cũng rất đồng tình với hắn thật đáng tiếc tôi đã không chịu đựng sự băng hoại quyền lợi của mình và tôi đã không chịu đựng lời cầu xin của gia đình mình đây là nhà của ta đây là các con của ta quốc gia và gia đình các cấp liên quan đến những việc này quá phức tạp, đặc biệt là đối với ông Phương, đây là một vấn đề cần phải được xem xét cẩn thận. Ông Phương lựa chọn là nhà, đương nhiên Văn Vũ không hiểu nội tâm của ông ta, và cũng không cần phải hiểu. Không đến 2 phút, Văn Vũ đã hút xong một điếu thuốc, chậm rãi đứng lên, Văn Vũ nói với ông Phương. Lên đường đi, tôi sẽ chiếu cố thể diện của ông một chút. Ông Phương không nói mà chỉ gật đầu. Khoan, khoan, văn vũ xin cậu đừng giết ông nội nhà ta chúng tôi cho cậu nhiều như vậy cậu còn chưa vừa lòng sao phương viễn run rẩy đi về phía sau anh và đặt cơ thể anh giữa văn vũ và ông phương văn vũ tay phải chậm rãi rung lên sau đó lắc đầu ta đã nói đây không phải là ân oán cá nhân bùng năng lực sát thương vật lý của đòn đánh không mạnh nhưng dưới thể chất của văn vũ dù chỉ đập nhẹ cũng đủ tạo ra lực sát thương cực kỳ mạnh cho đối phương là phương viễn và ông phương vì vậy một phát đi hai mạng nhìn phương viễn cùng ông phương ngã trên mặt đất văn vũ không nói gì chậm rãi đi tới bên người ông phương sau đó tháo những không gian trên tay phải trong đó hẳn là có rất nhiều đạo cụ cứu mạng nhưng tiếc là ở dưới thuật khóa không gian thì sẽ không mở ra được văn vũ lúc này cũng không muốn mở ra nhưng đây là chiến tích của chính mình dù sao cậu cũng không thể giao cho Lâm Hải Phong. Đứng dậy, Văn Vũ liếc nhìn xung quanh. Tất cả khách xung quanh và nhân viên vũ trang đã bị quét sạch bởi độc nhãn và tinh. Dưới tác dụng của khí phong tỏa không gian, những con ác chủ bài cứu mạng của những người này hoàn toàn bị nhốt trong những không gian, điều này không nghi ngờ gì đã cứu cho Văn Vũ không ít rắc rối. Hu, hu. Có tiếng nước nở vang lên, Văn Vũ chậm rãi đi tới chiếc ghế lớn nơi ông Phương đã từng ngồi cộp 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 tiếng bước chân không ngừng vang lên văn vũ có thể cảm nhận được dưới tính giác của những người chức nghiệp cấp 4, thì nhịp tim của người nấp sau chiếc ghế đang đập nhanh hơn từng chút một sau đó văn vũ bước đến người sống sót cuối cùng trong sảnh tiệc xin chào văn văn nghe thấy lời chào của văn vũ văn văn mím chặt miệng trong khi nước mắt cứ thế tuôn rơi dưới thân cô một vũng vệt nước màu vàng nhạt càng ngày càng lớn đừng giết tôi Văn Vũ chậm rãi lắc đầu. Tôi chỉ là một võ giả, nếu không giết, tôi sẽ mất đi giá trị tồn tại. Cho nên, tạm biệt. Khi một người hai sủng đã thu dọn xong mọi thứ trên mặt đất trong chiếc nhẫn không gian, kết giới vẫn chưa biến mất. Văn Vũ giơ cổ tay lên, nhìn chiếc đồng hồ cơ trên tay. Từ lúc mới vào kết giới, mới có 5 phút. Châm một điếu thuốc, xác chết khắp mặt đất cũng không làm cho Văn Vũ có chút dao động tâm lý nào. Chỉ có thể nói trong mắt văn vũ những chính trị gia nhàm chán con côn trùng nhân loại này không khác gì những ma vật hay biến dị thú khác chết trong tay cậu cầm điếu thuốc văn vũ bước qua sát của một lão già nằm trên mặt đất đi thẳng đến hai con rồi ở đại sảnh từ từ giơ tay ra sờ lên những hoa văn cổ quái trên người con rối thép đồng thời trong đầu văn vũ vang lên một tiếng nhắc nhở con rối thép đạo cụ cấp b một con rối hình người được tạo ra từ một nền văn minh ma pháp Bản thân có điểm thế chất cơ thể là 200, có thể miễn dịch với đa số đòn tấn công, đồng thời có khả năng kháng đòn sát thương của sinh vật mạnh mẽ. Cần có ma tinh cấp 3 để kích hoạt. Văn Vũ vừa tìm thấy thiết bị điều khiển của hai con rối này từ trong túi áo của ông phương. Bây giờ nhìn thấy thuộc tính của con rối thép, ánh mắt Văn Vũ sáng lên. Từ hai con rối thép này, Văn Vũ có thể thấy được rất nhiều thứ. Ví dụ như Ông Phương có thể nhìn thấy Lâm Hải Phong sẽ ra tay với những gia đình gia thế này, nhưng bản thân không chọn làm cá lọc lưới, mà chọn cách chống trả. Hai con rối này, mặc dù không gây cho Văn Vũ quá nhiều phiền toái, nhưng bình thường mà nói, hai thứ đồ này trên thực tế có thể đối kháng được với chức nghiệp giả cấp 4. Nhưng ông Phương đã không dùng nó. Cái ông già này, sâu thẳm trong trái tim, vẫn còn tư tưởng cương quyết của một lão cách mạng, một người lãnh đạo cốt lõi của đất nước. Lại nói, đồ tốt ở khu tập trung yên kinh không hề ít những người này còn có thứ đồ như này vậy thì trong tay quân đội nhất định cũng sẽ có nền tảng thâm hậu trong lòng văn vũ âm thầm thở dài đó là sự khác biệt với một người và một tổ chức sợ là thực lực của văn vũ đủ để đánh bại các chức nghiệp giả trên thế giới nhưng đối diện với một tổ chức mạnh mẽ như này còn kém rất nhiều từ từ suy nghĩ sau cùng văn vũ để lại những suy nghĩ này trong đầu tỉ mỉ quan sát hai con rối thép, sau đó kéo một cái ghế đẩu, ngồi bên cạnh hai con rối. Hai con rối này, Văn Vũ không định giao cho Lâm Hải Phong. Lại 5 phút nữa từ từ trôi qua, bức màn ánh sáng xanh bên ngoài càng ngày càng nhạt đi, cho đến gần như trong suốt, rồi bốc một tiếng. Giống như một quả bóng bay, bức màn ánh sáng xanh vỡ ra, điều này có nghĩa là thuật khóa không gian của Văn Vũ đã bị mất hiệu quả. Ngay khi nó bị vỡ vụn ra, tiếng bên ngoài cũng truyền vào trong sảnh tiệc. Tiếng la hét chết chóc, tiếng khóc thảm, thậm chí có cả tiếng súng và tiếng thét đang xen nhau, chứng tỏ khu tập trung yên kinh, đêm này có một trận ồn ào. Văn Vũ không để ý đến tiếng bên ngoài, trên thực tế, trong mắt Văn Vũ, những gia đình thế gia căn bản không thể chống lại được Lâm Hải Phong. Từ thái độ của ông Phương có thể thấy, thân là một người lãnh đạo của gia đình thế gia này, ông Phương nhất định tra ra được suy nghĩ của Lâm Hải Phong, nhưng không có ý muốn ta tay hành động trước Lâm Hải Phong. Có thể là vì đại cục, cũng có thể vì cho rằng sức mạnh quá chênh lệch, không phản kháng nổi. Ngược lại, trong dự đoán của Văn Vũ, nếu như Lâm Hải Phong không phải ở khu tập trung yên kinh này, thì cái danh hiệu tổng tư lệnh thật sự không có tác dụng, Văn Vũ cần suy nghĩ một chút mối quan hệ hợp tác của cậu với quân đội. Tai tự động che chắn âm thanh bên ngoài, Văn Vũ tỉ mỉ quan sát những gì thu thập được trong những không gian Đầu tiên là không gian cấp ép, kích thước 1, 1, 1, có hơn 10 chiếc. Kiểm tra từng cái một, sau đó từ bên trong chọn ta vật phẩm cần dùng đến nhất. Tất nhiên, đối với những nhà chính trị mà nói, những không gian mà họ sử dụng không giống của văn vũ cho lắm. Bên trong không phải thức ăn và các loại đồ vật, mà là toàn những thứ quý giá, kim cương, hay là những tờ tiền mới tinh. Từng, còn có nhiều quần áo khác nhau nữa. Tìm một lúc lâu, Văn Vũ mới tìm được ba thứ có vẻ cậu cần. Ba đạo cụ phòng hộ. Đáng tiếc, điểm quá thấp, chỉ phù hợp cho chức nghiệp giả dưới cấp 3 trở xuống dùng, đối với Văn Vũ, những thứ này khi đối diện với kẻ địch không có tác dụng. Tùy tiện để ba đạo cụ sang một bên, Văn Vũ lại nhìn đến ba cái nhẫn có kích thước 3, 3, 3. Lần này, đồ bên trong không hề ít, Văn Vũ lấy được hơn 10 đạo cụ phòng hộ, trong đó có ba thứ mà chức nghiệp giả cấp 4 dùng được. Cuối cùng, ánh mắt Văn Vũ nhìn đến chiếc nhẫn trên tay ông Phương. Những không gian, đạo cụ cấp C bên trong kích cỡ ngày 10 tháng 10 năm 10. Không? không cần nói gì, nói đến cấp độ nhẫn không gian thôi, đã đủ để cho Văn Vũ vừa ý lắm rồi. Mở nhẫn không gian, Văn Vũ bị đồ bên trong làm tráng ngập. Hơn 10 đạo cụ phòng thủ cho chức nghiệp giả cấp 4, gộp lại nhau, đủ để ngăn được chức nghiệp giả cấp 4 tới 10 phút, còn có thêm hai đạo cụ dùng cho chức nghiệp giả cấp 5, Tất nhiên, đây chỉ là xếp hạng đạo cụ phòng hộ đối với Văn Vũ, như bản thân Văn Vũ vậy, cậu có thể dễ dàng đạt được sức tấn công của một chức nghiệp giả cấp 5 là bình thường. Những không gian của ông Phương bị đổ ra, các loại đồ đặt lung tung rơi hết ra nên đại sảnh, sau đó cậu lấy từng món đồ của mình trong những không gian ban đầu đặt vào chiếc nhẫn mới. Mảnh vỡ sách đen, cuốn kỹ năng ánh sáng của thần bóng tối, còn có thức ăn và vài thứ đồ khác, cùng một sợi dây leo nhỏ thu thập được ở trấn hoa lâm bây giờ có thêm nhiều đạo cụ phòng hộ hơn vừa ý gật đầu văn vũ lại thu nốt ai con rối thép phía sau vào những không gian hai tên này mặc dù với văn vũ hiện tại mà nói chả có tác dụng mấy nhưng dùng cho sau này có hiệu quả phá đám nhất định không tồi đơn giản sắp xếp lại toàn bộ tài sản bản thân văn vũ lại vừa ý gật đầu mấy vật bên ngoài văn vũ không quá coi trọng nhưng có còn hơn không cần biết bản thân văn vũ là một người theo chủ nghĩa thực dụng tiếng bước chân ồn ào bên ngoài càng ngày càng gần văn vũ tỉ mỉ lắng nghe liền nhận ra đó là ai đưa độc nhãn và tin vào hình thái mini văn vũ ngồi thẳng người dậy đợi người bên ngoài đến không cần đến một phút lâm hải phong dẫn đầu bước vào đại sảnh lộn xộn phía sau là Cùng lưu và phương văn hải sau ba người còn có vài binh sĩ trang bị vũ khí dày đặc trong đó có một người đang vác một chiếc nghiệp giả trên vai giải quyết rồi." Văn Vũ gật đầu, coi như trả lời. Không còn một ai sống sót. Lâm Hải Phong nghe thấy câu trả lời của Văn Vũ, vừa ý gật đầu đồng thời đi đến trước mặt Văn Vũ, khẽ cúi đầu. "Tôi thay mặt cả khu tập trung yên kinh cảm ơn cậu vì hành động ngày hôm nay, hành động hôm nay của cậu đã thay đổi toàn bộ người Trung Quốc còn sống sót." Văn Vũ khẽ lắc đầu. "Đối với tôi mà nói, đây là một giao dịch, một nhiệm vụ bình thường." một cuộc thảm sát rất đơn giản nghe thấy câu trả lời của văn vũ lâm hải phong khẽ gật đầu cũng không hỏi nhiều chuyện khác nữa sau đó chỉ đạo mấy chức nghiệp giả phía sau kiểm tra lại toàn bộ đại sảnh có thể là sợ văn vũ chưa ra tay giết hết cũng có thể là muốn tìm chút đồ gì đó có điều chuyện này cũng chả liên quan gì đến văn vũ nhìn chức nghiệp giả đang được vác trên vai có vẻ như đã chết rồi là người đến từ khu tập trung ma đô Văn Vũ biểu môi. Khu tập trung ma đô có gì đó xảy ra, nhưng cụ thể là như nào vẫn chưa tra ra được, đây là một tử sĩ. Cùng Lưu giải thích với Văn Vũ. Văn Vũ gật đầu, nghi ngờ khi nãy, chỉ là sự tò mò của Văn Vũ mà thôi. Đứng thẳng dậy, Văn Vũ đứng bên cạnh Lâm Hải Phong đang đứng cạnh sát ông Phương nói. Nhiệm vụ hoàn thành, không có chuyện gì nữa, thì tôi đi trước đây. Lâm Hải Phong vừa nãy cứ luôn đứng trước xác của ông Phương, không biết nghĩ cái gì nghe thấy giọng của văn vũ gật đầu ngày mai đến quân bộ chúng ta tiến hành giao dịch hai bên cùng có lợi cũng coi như là lần đầu hợp tác của chúng ta thành công nghe thấy lời nói của tư lệnh lâm văn vũ cười hai tiếng gật đầu quay người đi ra bên ngoài khu tập trung ma đô trong phòng làm việc của bành quân khi lâm hải phong phát động cuộc tấn công vào khu trung tâm bành quân đã nhận được tin tức lão lâm cũng ra tay nhanh thật bành quân thở dài đứng dưới ánh nắng cười khổ nói bên cạnh một người mặc quân phục với cặp lông mày hình kiếm khẽ to mày gật đầu ban đầu tôi nghĩ đợi đến khi có cơ hội thích hợp sẽ liên lạc thẳng với những gia đình gia thế đó cùng khống chế lâm hải phong từ đó lấy được khu tập trung yên kinh nhưng lão lâm một khi ra tay những người đó không hay biết sẽ không thể may mắn được tha bành quân bất lực lắc đầu trong giọng nói cũng có chút tiếc nuối đúng rồi lúc trước bảo cậu điều tra tin tức thế nào rồi. Người thanh niên ngồi bên cạnh khẽ gật đầu. Đã có tin tức rồi, cái loại ma đầu đó ở các nhĩ tân. Bành quân nghe thấy tin tức, trong mắt ông ta lộ ra vẻ tham lam không thể che giấu được. Đây là khu tập trung ma đô, cậu trước tiên chịu trách nhiệm xử lý chính vụ ở đây đi, tôi cần đi một chuyến đến các nhĩ tân. Người thanh niên gật đầu. Bành quân đứng dậy, vội càng mặc quần áo, sau đó như nghĩ đến cái gì đó, đứng im tại chỗ một lúc, mới nói. Thủ lĩnh sứ đồ mới đã bồi dưỡng được chưa? Người thanh niên gật đầu. Gọi anh ta đi cùng tôi. Hiểu rồi. Người thanh niên nghe theo chỉ thị của bành quân, lập tức đi ra bên ngoài. Đúng rồi, bằng quản, còn một chuyện nữa, cậu để ý một chút đến hành động của trình tự số 2 cho tôi. Anh ta dạo gần đây có hợp tác với Lão Lâm, nói chuyện với người bảo vệ số 1, tìm cơ hội xử lý anh ta đi. Nghe thấy bốn chữ trình tự số 2, cái người tên là Bằng Quảng trong mắt hiện lên sự lạnh lùng. Nhìn thấy phản ứng của Bằng Quảng, Bành Quân cười lên. Đoạn thời gian gần đây, cũng có suy nghĩ một chút về năng lực mới của cậu, đợi đến khi thành thục rồi, cậu chính là trình tự số 2, chứ không phải là trình tự số 5 nữa. Còn nữa, gần đây nói chuyện nhiều với người bảo vệ số 1 một chút, tranh thủ lấy nhiều lợi ích từ tay anh ta vào. Hiểu rồi à. Bằng Quảng gật đầu quay người đi ra khỏi phòng. Lúc này chỉ còn mỗi Bành Quân đứng trong phòng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lúc lâu sau, Bành Quân cười ha ha lên, đồng thời tự nói với mình. Chuyện này đúng là rất thú vị, không ngờ người bảo vệ bảo địa dưới tay chủ nhân lại có suy nghĩ phản bội. Hóa ra, chủ nhân cũng không phải là toàn năng nha. Văn Vũ tỉnh lại chỉ thấy trong không khí toàn mùi thuốc súng và máu. Kéo rèm cửa sổ ra, ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào trong phòng khiến cho văn vũ lập tức thấy ấm áp nhìn con đường bên ngoài cửa sổ xe cứ đi qua đi lại cùng với đám binh sĩ canh gác văn vũ lập tức cau mày lại xem ra việc thu dọn tàn tích của mấy gia đình gia thế này vẫn chưa hoàn thành suy nghĩ một lúc văn vũ lập tức hiểu ra sức mạnh của mấy gia đình thế gia này đã xâm nhập quá sâu vào quân đội sức mạnh ngoài sáng trong tôi gì cũng đều có chỉ trong thời gian một đêm Chuyện này không thể xử lý xong hoàn toàn được. Văn Vũ tắm rửa sơ qua, gọi Độc Nhãn và Tinh, đi thẳng xuống dưới lầu. Lái xe đi, không quá 10 phút, Văn Vũ đã đi đến tổng bộ quân đội. Không hề phải trải qua bất cứ kiểm tra an toàn nào, nhân viên quân đội nhìn thấy biển số xe của Văn Vũ, mở thẳng cửa cho xe đi vào. Trên đường đến phòng làm việc của Tư lệnh Lâm, còn chưa vào trong, liền nghe thấy giọng nói của Tư lệnh Lâm từ trong phòng vọng ra lập tức cướp vũ khí của lữ đoàn cơ động 32, đồng thời kích hoạt ám tử, giết chết Phùng Thiểu Bạch. Điều động vài đội chức nghiệp giả, truy sát tàn dư còn sót lại của mấy gia đình gia thế, cần diệt cỏ tận gốc. Điều động Văn Vũ ở ngoài cửa nghe tư lệnh lâm ra lệnh, ở bên ngoài đợi một lúc. Thỉnh thoảng có các chức nghiệp giả mặc quân phục ra vào phòng, đợi cũng khoảng một tiếng sau, tư lệnh lâm cuối cùng cũng thu xếp xong đầu đuôi công việc, nói ra bên ngoài cửa. Vào đi văn vũ đẩy cửa vào đi vào trong phòng trong phòng tư lệnh lâm rõ ràng rất mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn sáng lấp lánh văn vũ nhìn tư lệnh lâm cười nói tư lệnh lâm chúc mừng nha chúc mừng ông trở thành người duy nhất nắm quyền lực ở khu tập trung yên kinh này tư lệnh lâm cười gật đầu không chút thách sáo đồng thời nói thật ra tất cả đều nhờ vào thực lực của cậu cậu đã giúp tôi một chuyện lớn như vậy điểm này tôi tuyệt đối không quên đâu vậy thì tốt. Văn Vũ nói xong, ngồi luôn vào chiếc ghế trước mặt tư lệnh Lâm, nhìn Lâm Hải Phong thuần thục bày bộ trà đạo trước mặt, từ từ nói. Mục đích lần này tôi đến đây, tin là tư lệnh Lâm cũng hiểu. Nghe thấy câu nói của Văn Vũ, tư lệnh Lâm gật đầu. Cũng tốt, chỗ tôi cũng đang có vài chuyện, cần sức mạnh của cậu. Văn Vũ nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà mà Lâm Hải Phong mời, rồi mới nói đối với chuyện tàn dư còn sót lại hay sức mạnh những thứ đồ của các gia đình gia thêm tôi sẽ không tham gia vào truy sát ấy người đó không những không mang lại lợi ích gì mà còn lãng phí thời gian văn vũ sẽ không làm lâm hải phong cũng hiểu suy nghĩ của văn vũ gật đầu chúng ta xem cái này trước đã lâm hải phong nói xong lấy một tấm bản đồ ở bên cạnh ra trên bản đồ có vài chấm đen và đỏ to nhỏ được đánh dấu trên bản đồ đây là văn vũ nhìn những nơi đánh dấu trên bản đồ không hiểu hỏi đây là khu vực mà quân đội đã phát hiện ra thuộc về khu sinh vật biến dị có mức độ nguy hiểm cao có cá thể cũng có cả quần thể hiện nay quân khu đã phát hiện ra một sinh vật biến dị có mức độ nguy hiểm có thể là cá thể cũng có thể là quần thể sinh vật biến dị có mức độ nguy hiểm có nghĩa là cả quân khu đều cảm thấy nó rất nguy hiểm ít nhất thì dựa vào thực lực của một mình cùng lưu thì không thể xử lý được Văn Vũ nghe Lâm Hải Phong nói vậy thì gật đầu, nói: "Được rồi, bây giờ tôi rất cần những tin tức như thế này." Lâm Hải Phong nhìn sự nhiệt tình trong mắt Văn Vũ thì mỉm cười. "Vậy để tôi nói rõ cho cậu tình huống ở đây." Nói xong, Lâm Hải Phong chỉ tay về phía khu tự trị Tây Tạng, ở đó có một điểm đen rất lớn được đánh dấu. "Ở đây có một con thuộc chủng thần thú thực lực cấp 4." Dựa theo những hình ảnh vệ tinh gửi về thì toàn bộ La Sa đã bị con thần thú này dẫn theo những con thuộc hạ thú biến dị tiêu diệt hoàn toàn. Con thuộc chủng thần thú này lúc đầu là một con chó, nhưng sau khi biến thành thần thú thì nó lại trở thành một sinh vật kỳ quái giống như kỳ lân. Lần trước tôi đã cử Cùng Lưu và Chu Tước đi, định giao tiếp với con thần thú đó một chút, nhưng cuối cùng lại bị đánh trở về. Tính tình của nó không tốt lắm. Vì sắc mặt của nó vô cùng khó coi nên chúng tôi đã gọi nó là Kỳ Lân Mặt Quỷ. Văn Vũ nghe đến đây thì gật đầu. Suy nghĩ một lát, Văn Vũ nói: "Tiếp tục." Văn Vũ không động được vào con chủng thần thú này. Nguyên nhân là do thực lực của nó quá mạnh, cũng có quá nhiều thuộc hạ. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là một con chủng thần thú có thể sản sinh ra hiệu quả rất lớn trong việc chống lại sự xâm lấn của ma tộc. Chỗ này lâm hải phong vừa nói vừa chỉ vào một nơi gần quảng tây ở đây cũng có một con thuộc chủng loại thần thú gọi là bạch hổ nó thực sự là một con hổ trắng bạch hổ có lực sát thương rất lớn hơn nữa mặc dù nó chỉ có một mình không có thuộc hạ nhưng sức chiến đấu lại vô cùng kinh người còn đây ở chỗ này cũng có một con chủng thần thú một con cáo chín đuôi đây nữa chờ một chút văn vũ ngắt lời lâm hải phong những điểm màu đen là tượng trưng cho chủng thần thú. Lâm Hải Phong gật đầu, văn vũ nhất thời bất đắc dĩ. Tổng cộng có 7 chỗ, đó là những nơi xuất hiện chủng thần thú ở Hoa Hạ. Nhưng tôi cũng không dám khẳng định có còn nữa hay không. Văn vũ tỉ mỉ đánh giá bản đồ, 7 con chủng thần thú phân bố ở các vị trí khác nhau, mặc dù khu vực xuất hiện đến giáp biên giới nhưng lại vô cùng rõ ràng. Phù Văn vũ thở dài chưa nói đến chuyện chúng thuộc chủng thần thú, dù là sinh vật biến dị bình thường thì cũng rất khó có thể giết được. Theo văn vũ tỉnh toán, năng lực của cậu và độc nhãn, cộng thêm độc nhãn biến thành vô diện thì có thể liều được với một con thuộc chủng thần thú. Hơn nữa, cộng thêm cả tinh thì có thể xem như chiến đấu được với hai con chủng thần thú. Nhưng sức chiến đấu này chỉ đủ để có thể khai chiến với chủng thần thú chứ không thể đảm bảo toàn thắng. Thế nên, săn lùng thần thú là một chuyện không hợp lý, cho dù có xếp từ khía cạnh nào đi chăng nữa. Lâm Hải Phong nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Văn Vũ thì gật đầu, chỉ lên những chấm đỏ trên bản đồ. Những chấm nhỏ không ít, hầu hết phân bố ở gần sông suối núi non. Lâm Hải Phong giải thích. Những chấm đỏ này là nơi tập trung của những con thú biến dị cỡ lớn, một chuỗi thực vật hoàn chỉnh đã được tạo ra ở đây. Khu vực này đối với những chức nghiệp giả bình thường mà nói thì chính là cấm khu, nhưng đối với cậu thì chắc là không có vấn đề gì, trừ khi trong đó có chủng loại thần thú mà tôi không phát hiện ra. Thần thú không dễ xuất hiện như vậy đâu." Văn Vũ khẳng định chắc nịch. "Đây là điều chắc chắn. Hoa hạ lớn như vậy mà mới chỉ phát hiện ra 7 con, tính cả Tinh và Chu Tước là 9 con. Số lượng rất ít." Lâm Hải Phong nhún vai, thấy Văn Vũ chăm chú quan sát bản đồ thì uống một ngụm trà rồi nói tiếp. "Thực ra tôi cho cậu xem cái này không phải để cậu đi giết bọn chúng." văn vũ nghe thế thì ngẩng đầu lên chắc cậu đã quên tôi đã từng nói rằng chúng tôi muốn hợp tác với bọn chúng nếu cậu đi giết chúng thì cũng đâu có lợi gì lâm hải phong nói thẳng luôn rất trực tiếp rất thực tế văn vũ cũng thích giao tiếp với những người không nói lòng vòng hơn nữa vào lúc này tôi cũng không muốn cậu đi săn sinh vật biến dị bởi vì cậu cũng biết những con thú đó sau này sẽ kề vai sát cánh cùng chúng ta văn vũ gật đầu đây là sự thực nhưng văn vũ không thể vì chuyện này mà từ bỏ thăng cấp nâng cao thực lực của bản thân là trên hết lâm hải phong nói xong thì cuộn bản đồ vào chậm rãi nói chắc cậu đã nhớ vị trí trên tấm bản đồ rồi đây coi như phần thưởng thêm cho nỗ lực lần này của cậu dù sao thì tìm một cô gái cũng không cần phải vất vả như thế giao dịch này với cậu mà nói thì không công bằng tôi có một đề nghị cậu nghe thử một chút sau đó nếu cậu không đồng ý thì cậu đi tìm những con thú biến dị đó cũng chưa muộn lâm vũ nghe ông ta nói thế thì gật đầu lâm hải phong thấy thái độ của văn vũ thì cười cười chậm rãi nói tôi cảm thấy cậu giết ma tộc để thăng cấp nhanh hơn nhiều so với giết thú biến dị cậu nghĩ thế nào tôi cũng cảm thấy thế nhưng bây giờ ma tộc vẫn chưa xuất hiện văn vũ bình tĩnh đáp lại nói chính xác hơn thì văn vũ mới chỉ nhìn thấy ma tộc xuất hiện trên trái đất một lần đó là bên trong chiến trường hai giới. Ở trong bảo địa thì đã nhìn thấy mấy lần. Chờ chút. Nghĩ đến đây, Văn Vũ đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Hải Phong. Lâm Hải Phong chỉ mỉm cười uống trà. Ông có bảo địa chứa ma tộc. Đến cả Lý Toàn An còn có thể giấu một cái bảo địa, vậy thì Văn Vũ không tin trong quân khu không có cái nào. Lâm Hải Phong nghe Văn Vũ hỏi thì gật đầu, chậm rãi giải thích. Chúng tôi có rất nhiều bảo địa những thứ này đóng rồi lại mở, mở rồi lại đóng. Số bảo địa trong tầm kiểm soát của quân đội có khoảng chừng 100 cái. Nhưng phần lớn là những bảo địa một lần, cầm bảo vật xong là sẽ hoàn toàn đóng lại. Một số ít là bảo địa khiêu chiến, có thể tiếp nhận hầu hết các chức nghiệp giả. Nhưng cách đây không lâu, quân đội lại phát hiện ra một bảo địa siêu cấp. Bảo địa này rất đặc biệt, cậu có muốn xem không? Văn Vũ nghe thế thì gật đầu ngay lập tức ai có thể bỏ qua chuyện này cơ chứ. Lâm Hải Phong nhìn thấy đáp án của Văn Vũ thì cười. Thế thì tôi cảm thấy giao dịch của chúng ta có khả năng thành công rồi. Lâm Hải Phong nói xong thì mặc áo khoác vào rồi ra ngoài. Hai cảnh vệ đứng ngoài cửa thấy Lâm Hải Phong đi ra thì nhanh chóng chào một cái quân lễ. Lâm Hải Phong quay đầu dặn dò một người cảnh vệ cấp 3 đỉnh phong mấy câu rồi dẫn Văn Vũ đến tòa nhà quân sự. Tài xế của Lâm Hải Phong đã chờ sẵn ở bên ngoài. Đi cùng chứ. Không cần, tôi tự lái xe. Lâm Hải Phong gật đầu. Vậy cậu bám theo tôi, đừng hơi xa một chút. Lâm Hải Phong nói hơi xa, thực sự là rất xa. Hai chiếc xe chạy liên tục khoảng 3 tiếng đồng hồ, rời khỏi khu tập trung Yến Kinh, sau đó dừng lại ở một khu nhà xưởng lớn. Thấy Lâm Hải Phong đã xuống xe, Văn Vũ cũng đi xuống. Ở đây, Lâm Hải Phong chỉ vào một tòa nhà xưởng to lớn, chậm rãi nói văn vũ quan sát xung quanh bức tường bên ngoài nhà xưởng mới tinh, hình như được xây dựng sau khi mặt thế xảy ra nhưng điều làm văn vũ ngạc nhiên đó là ở đây không có dấu vết người khác ra vào lâm hải phong nhìn thấy vẻ mặt bối rối của văn vũ thì mỉm cười đi theo tôi nói xong lâm hải phong đi đến trước cửa nhà xưởng ông ta vừa bước đến trước cánh cửa lớn thì một thứ gì giống như máy ảnh bỗng nhiên xuất hiện từ một khe nứt những ánh sáng đỏ quét qua người lâm hải phong một lát sau một tiếng tích vang lên cánh cửa nhà xưởng mở ra để lộ đường đi tối đen bên trong khu nhà xưởng này mới được xây dựng không bao lâu đồ vật bên trong cũng vô cùng cơ mật thế nên chúng tôi không cử người canh giữ bên trong này thứ nhất là vì thời gian quá ngắn thứ hai là vì không muốn thu hút sự chú ý thứ ba là vì không đủ nhân lực nhưng vẫn có các tiểu đội tinh anh và tiểu đội tinh anh nhất nằm trong quân ngũ của chúng ta. Cậu cũng đã gặp đội trưởng rồi. Văn Vũ nghe Lâm Hải Phong nói đến đây thì gật đầu. Phương Văn Hải đúng không? Đúng, chính là anh ta, việc dọn dẹp khu trung tâm hôm qua cũng do Phương Văn Hải dẫn theo tiểu đội của mình ra tay. Bọn họ là tổ chức mà tôi thành lập sau khi mặt thế xảy ra, một đơn vị tổng hợp các chức nghiệp giả và những trang thiết bị hiện đại. Từ khi tôi phát hiện ra bảo địa này đến nay là hơn một tuần, tiểu đội của họ vẫn luôn làm nhiệm vụ canh gác ở đây đồng thời cũng sẽ vào bảo địa chấp hành nhiệm vụ văn vũ nghe đến đây thì lên tiếng nhiệm vụ gì lâm hải phong không trả lời mà đi vào con đường tối om con đường không dài lắm đi vài chục giây là đến cuối ở cuối con đường có hàng loạt binh sĩ đang canh giữ lối đi nhìn thấy lâm hải phong thì lập tức chào theo kiểu quân đội văn vũ nhìn quân phục của những binh sĩ này nhìn giống của phương văn hải như đúc những người này có lẽ là bộ đội đặc biệt mà Lâm Hải Phong vừa nói đến. Văn Vũ theo Lâm Hải Phong vào trong, mọi thứ dần dần hiện ra trước mắt. Điều nổi bật nhất là lối bảo của bảo địa ở ngay giữa nhà xưởng. Lối vào cao khoảng 30 mét, các ánh sáng trắng di chuyển không ngừng. Ngoài ra, chẳng có gì cả. Nhưng khi nhìn kỹ lối vào, Văn Vũ hơi nhíu mày. Lối vào hơi nhỏ. Đúng là hơi nhỏ một chút, nếu dựa theo quy mô này thì bảo địa trước mặt văn vũ chưa đủ cấp độ để gọi là bảo địa siêu cấp, cùng lắm thì có thể miễn cưỡng coi như một bảo địa lớn. Lâm Hải Phong nghe thế thì khẽ nhún vai. Lối vào cũng chỉ là lối vào mà thôi, nhưng người bảo vệ bảo địa lại rất thú vị. Khi bảo địa mở ra, lối vào của nó có thể cao đến 200 mét. Cao ngất trời. Chúng tôi đã cử chuyên gia đến giao lưu với người bảo vệ bảo địa một chút. Cậu đoán xem kết quả như thế nào? lâm hải phong quay sang cười với văn vũ hai bữa thịt nướng hai bình rượu ngủ lương sau đó người bảo vệ bảo địa đã không giấu chúng tôi chuyện gì lối vào có thể điều chỉnh kích thước cái này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi văn vũ nghe lâm hải phong nói thế thì tò mò nhìn lối vào bảo địa lâm hải phong nói tiếp theo quan sát của chúng tôi thì những người bảo vệ bảo địa là những sinh vật còn sống sót sau khi ma tộc hủy diệt thế giới nếu đã là sinh vật thì có nghĩa là cũng có dục vọng có dục vọng thì tất nhiên có thể nói chuyện, cũng có thể lợi dụng. Chúng tôi đã có được không ít tin tức từ người bảo vệ bảo địa này. Đi thôi, vào trong đã. Lâm Hải Phong nói xong thì chạm tay vào lối vào, một luồng ánh sáng lóe lên, Lâm Hải Phong biến mất. Văn Vũ cũng theo sát vào trong. Cảm giác chóng mặt quen thuộc ập đến, nhưng chưa đến một giây sau, Văn Vũ đã thoát khỏi trạng thái đó. Văn Vũ nhìn bốn phía xung quanh, sau đó bị cảnh tượng trước mắt dọa chết khiếp. Bởi vì trước mặt văn vũ rõ ràng là một thành phố nhỏ làm bằng sắt thép. Bố cục thành phố rất hợp lý, vị trí trung tâm là một tòa pháo đài. Mà lối vào của bảo địa nằm ngay cạnh tường thành. Lâm Hải Phong đứng bên cạnh giải thích. Thành phố này có sẵn trong bảo địa, được coi là nơi trú ẩn và tập hợp của các chức nghiệp giả khi tiến vào bảo địa. Nơi này được quân đội chúng tôi gọi là trạm canh gác một tia sáng lóe lên trước mặt văn vũ một người mặc áo choàng đen hình dáng kỳ lạ xuất hiện trước mặt văn vũ xin chào trình tự số 2, tôi là người bảo vệ bảo địa số thứ tự 56, cậu có thể gọi tôi là can đo văn vũ khẽ gật đầu ra hiệu mình đã biết lâm hải phong đứng bên cạnh nói tôi đưa trình tự số 2 vào đây tự tôi sẽ giải thích quy tắc và nhiệm vụ trong bảo địa không cần phiền đến ông lâm hải phong vô cùng lịch sự và khách sáo can đo nghe lâm hải phong nói thế thì gật đầu mỉm cười với văn vũ một cái rồi biến mất văn vũ nhìn về hướng can đo biến mất một lúc sau đó mới lên tiếng người bảo vệ bảo địa này là người như thế nào văn vũ mới chỉ gặp hai người bảo vệ bảo địa một là Đa, một là tứ hoàng tử Đa nói cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ còn tứ hoàng tử dựa theo những gì văn vũ biết thì người này không phải người tốt Lâm Hải Phong nghe Văn Vũ hỏi thế thì mỉm cười trả lời. Theo đánh giá của các chuyên gia của tôi thì Cando là người khá thân thiện. Ông ta mặc dù có vẻ hơi kỳ quái nhưng vẫn là người tốt, trong lòng ông ấy rất đơn thuần. Văn Vũ nghe xong thì gật đầu. Thế thì bảo địa này cũng không khó lắm. Không, trên thực tế, độ khó của bảo địa này có thể nói là vô cùng khủng khiếp. Lâm Hải Phong nói xong thì không nói thêm nữa, dẫn Văn Vũ vào bên trong pháo đài vừa đi vừa giải thích. Lát nữa tôi sẽ nói rõ tình hình ở đây sau, bây giờ chúng ta cứ đến pháo đài trước. Nơi đó thuộc về sở chỉ huy tác chiến của chúng tôi, còn có một chi nhánh của viện khoa học. Bước chân của nhiều người rất nhanh, bản thân Lâm Hải Phong cũng là chức nghiệp giả cấp 3, chưa cần tới 10 phút thì đã qua hơn nửa thành phố sắt thép và đi bộ đến cổng pháo đài. Trên đường đi, Văn Vũ cũng quan sát tỉ mỉ phong cách kiến trúc của thành phố phong cách trông giống với một số thành trì theo kiểu châu âu xưa những ngôi nhà giống như những chiếc quan tài sắc bên trong trống rỗng theo cách nói của lâm hải phong do bảo địa vừa mới mở quân đội vẫn chưa cử quân quy mô lớn đi vào nhưng có thể dự đoán là một khi giải quyết một số vấn đề nào đó nơi này sẽ thành một nơi đóng quân khai thác thành một thành phố mới khi một nhóm người đến trước pháo đài lâm hải phong trực tiếp đưa ra một thứ tương tự như thẻ bài thân phận nhìn thấy thứ này Binh sĩ phụ trách canh cổng ra vào của pháo đài lập tức cho vào. Quy mô bên trong pháo đài rất lớn, rộng rãi, chia làm ba tầng. Lâm Hải Phong giới thiệu. Tầng thứ nhất và tầng thứ hai thuộc về nơi ở của đội hành động đặc biệt đóng quân ở đây. Tầng thứ ba là phòng họp với trung tâm chỉ huy tác chiến, cũng như một số phòng ban chức năng khác. Ngoài ra, bên dưới còn có một tầng, bây giờ là địa bàn của bộ phận nghiên cứu khoa học. Lâm Hải Phong giới thiệu đơn giản một lượt, sau đó trực tiếp đưa Văn Vũ lên tầng 3. Ở cuối cầu thang, Phương Văn Hải đã nhận được tin tức và một người trung niên mặc đồ trắng đã đợi ở đây từ lâu. Lâm Hải Phong gật đầu với hai người, trực tiếp đi vào phòng họp lớn trên tầng 3. Đợi một số người đã ngồi ngay ngắn, lúc này Lâm Hải Phong mới giới thiệu. Đây là Phương Văn Hải. Cậu từng gặp rồi, trước mắt thuộc tổng chỉ huy các hoạt động quân sự trong bảo địa này, cũng là chức nghiệp giả cấp 4 duy nhất ở bảo địa này. Phương Văn Hải gật đầu với Văn Vũ. Người này là Triệu Tường, là phó viện trưởng của Viện Khoa học, trước mắt phụ trách nghiên cứu của bảo địa và một số công việc mang tính đặc thù. Nội dung công việc cụ thể, Lâm Hải Phong không giới thiệu cho Văn Vũ, có thể là bí mật nội bộ và bản thân Văn Vũ cũng không hứng thú với phương diện này. Sau đó, Lâm Hải Phong chỉ vào Văn Vũ. Người này là trình tự số 2, Văn Vũ. Tôi gọi cậu ấy tới đây một mặt là vì ứng phó với khả năng xảy ra cuộc chiến tranh quy mô lớn với các cường giả trên cấp 4 của ma tộc. Khoảng thời gian trước, từ lúc Tiểu Hải sau khi đạt được tình báo của đối thủ thì luôn kêu gào rằng cường giả không đủ, lần này tôi có thể tìm một cái đùi to cho cậu đây. Nghe Lâm Hải Phong nói những lời chế giễu thì Phương Văn Hải hơi cho mày. Có thể vẫn chưa đủ. Ồ, lại xuất hiện tình hình mới hả? Phương Văn Hải đứng lên, trực tiếp mở tấm màn bên cạnh, ra hiệu cho nhân viên bảo vệ bật máy chiếu. Sau đó, nhìn Lâm Hải Phong và Văn Vũ, Phương Văn Hải trịnh trọng nói: "Trước tiên tôi giới thiệu sơ tình hình ở đây cho Văn Vũ biết. Bảo địa này vốn không thuộc về bất kỳ loại bảo địa nào đã biết." Khi máy chiếu hoạt động, một bản đồ khổng lồ xuất hiện trước mặt Văn Vũ. Toàn bộ khu vực hình tròn của bảo địa này, theo thăm dò của bộ đội chúng tôi, diện tích của khu vực này là 100.000 km vuông. Văn Vũ thầm tính toán trong lòng, 100.000 km vuông, đại khái tương đương một phần bốn diện tích tỉnh Hắc Long Giang. Đối với bảo địa mà nói, diện tích đã tương đối lớn rồi. Thấy Văn Vũ gật đầu với mình, Phương Văn Hải nói tiếp. Nơi này, chính là vị trí hiện tại của chúng ta. Phương Văn Hải chỉ vào một chấm nhỏ màu xanh lá ở rìa bản đồ hình tròn. Bản thân diện tích của thành phố nhỏ cũng không quá lớn, theo ước tính của Văn Vũ, kích thước có thể chỉ bằng 1/3 quy mô của cả thị trấn Sài Hà, quả thật không dễ thấy khi đặt trên diện tích 100.000 km vuông. Nơi này là vị trí của đối thủ chúng ta. Phương Văn Hải trực tiếp chỉ vào một chấm đen đối xứng với chấm xanh nhỏ. Theo chúng tôi quan sát, vị trí đối diện cũng là một thành trì, quy mô lớn nhỏ cũng tương đương với chúng ta, nhưng điều khác biệt là trong thành trì đối diện có 3 cánh cổng ma giới. Nghe mấy chữ cánh cổng ma giới, Văn Vũ cao mày, Chắc hiểu bảo địa này là gì? Nhiệm vụ của bảo địa này là nhiệm vụ mang tính chất phòng thủ. Nhiệm vụ của chúng ta chính là canh giữ thành phố, đảm bảo rằng nó không bị ma vật xâm chiếm. Mỗi ngày đóng quân, người bảo vệ bảo địa có thể cung cấp cho chúng ta một lượng lớn ma tinh cấp thấp, cấp 1 cấp 2 đều có, cấp 3 thì có ít. Đương nhiên, đây chỉ là khen thưởng tổng thể cho quân đội của chúng ta từ việc bảo vệ bảo địa. Ngoài ra, dựa trên số lượng ma vật săn được trong bảo địa này, còn có thể nhận được khen thưởng ngoài quy định. Điều này cần mỗi cá nhân phải đến bảo địa canh giữ luân phiên. Lâm Hải Phong bên cạnh lên tiếng giải thích. Văn Vũ nghe hai người nói chuyện thì trực tiếp gật đầu. Cũng chính là, ở nơi này, trừ việc giết ma vật giành được điểm tích lũy, ma tinh, còn có khen thưởng khác có được từ người bảo vệ. Thấy Văn Vũ đã tiếp thu thông tin này, Phương Văn Hải nói tiếp. Ba ngày trước, chúng tôi đã phát hiện, cánh cổng ma giới bắt đầu xuất hiện ma vật có cấp cao và cấp thấp, nhưng sau lần quan sát trước của chúng tôi đã xuất hiện ba ma vật cấp 4. Hơn nữa ma vật cấp thấp thậm chí còn rất lớn. Bây giờ họ đang đóng quân ở thành phố ma đối diện. Trước mắt, các trinh sát của ma tộc đã phát hiện ra thành phố của chúng ta. Tôi không biết khi nào họ sẽ phát động một cuộc tấn công vào nơi này. Sau khi Văn Vũ nghe xong, suy tư một lúc rồi chậm rãi nói. Theo cách nói của các anh, nơi này thực tế là tương tự chiến trường đặc biệt Chúng ta và ma tộc mỗi bên một pháo đài, sau đó tấn công lẫn nhau, phải không? Nghe Văn Vũ nói vậy, Phương Văn Hải hơi lắc đầu. Phải, nhưng cũng không phải. Vì số lượng ma tộc quá nhiều. Chúng ta không có năng lực chủ động tấn công. Để tôi nói sơ qua với anh về sự so sánh lực lượng hiện tại. Tình báo hôm qua cho thấy, chỉ có 3 ma vật cấp 4, đúng như những gì chúng tôi quan sát được. Ma vật cấp 3 là khoảng 2.000 ma vật cấp 1 cấp 2 thì không đếm xuể. Mà chúng ta ở đây, trừ một số vũ khí hạng nặng, quân đội đóng quân trước mắt chỉ có tất cả đội viên đội hoạt động đặc biệt chúng tôi, 300 người. Một người cấp 4, còn lại đều cấp 3. Còn có quân đoàn người nhân bản mặc giáp của Viện Khoa học cử tới. Người nhân bản. Văn Vũ bỗng dưng nhướng mày nhìn Triệu Tường đứng bên cạnh im lặng nãy giờ. Triệu Tường gật đầu nhưng cũng không nói gì vẫn là lâm hải phong giải thích không đủ nhân viên và kỹ thuật nhân bản đã rất trưởng thành vì vậy chúng tôi hiện đã sản xuất ra người nhân bản để thực hiện các công việc bảo vệ cần thiết đương nhiên chúng là đồ nhân tạo hơn nữa không thể thăng cấp đối với vấn đề này học giả của viện khoa học cho rằng có thể liên quan gì đó đến linh hồn đương nhiên linh hồn là gì thì chúng không hiểu văn vũ gật đầu ngay để người nhân bản mang vũ khí nóng hoặc vũ khí cao cấp hơn, quả thật là một sức mạnh không nhỏ. Còn về cho rằng người nhân bản gì đó vi phạm đạo đức con người, Văn Vũ chỉ cười mà không nói gì. Tình hình tổng thể có lẽ là như thế này. Theo dự đoán của chuyên gia quân sự của chúng tôi, trong vòng 5 đến 10 ngày nữa, ma tộc sẽ phát động tấn công vào chúng tôi. Nơi này, chính là tương đương với vị trí trực diện nơi tộc người và ma tộc tiếp xúc, cũng có thể được gọi là cuộc chạm trán nhỏ. Đương nhiên, chúng tôi thích gọi cuộc chạm trán nhỏ hơn vì đây chắc chắn sẽ là cuộc chiến quy mô lớn đầu tiên giữa con người và ma vật nghe phương văn hải giới thiệu văn vũ suy tư một lúc rồi chậm rãi gật đầu vậy thì các người cần tôi làm gì nghe văn vũ nói vậy lâm hải phong cười rồi lắc đầu cậu làm gì cũng được vậy thì được văn vũ nhìn biểu cảm của lâm hải phong rồi đột nhiên bật cười lâm hải phong nói làm gì cũng được chính là ý muốn để văn vũ tự do hành động nghe phương văn hải giới thiệu văn vũ đã hạ quyết tâm bảo địa này kẻ địch số lượng lớn hơn nữa liên tục không ngừng thật sự càng thích hợp với việc thăng cấp của mình mà chỉ cần văn vũ tiếp tục giết ma vật ở đây thì sẽ trá hình làm giảm áp lực phòng thủ của quân đội tình huống đôi bên cùng có lợi hợp tác hoàn hảo khi phương văn hải giải thích xong tình hình bốn người chìm vào im lặng tạm thời một lúc sau, Lâm Hải Phong lên tiếng trước. Bây giờ mỗi đơn vị một nhiệm vụ, tạm thời không thể điều động thêm nhân viên để hỗ trợ. Nhưng tôi sẽ điều cùng lưu sang đây. Nghe Lâm Hải Phong nói vậy, Phương Văn Hải cho mày, miễn cưỡng gật đầu. Chờ qua thời gian ba ngày, tôi sẽ điều động thêm nhiều bộ đội và vũ khí, các người đừng vội. Lâm Hải Phong khuyên giải an ủi. Rất rõ ràng, nhân viên quân sự bên ngoài quả thật là không đủ. Văn Vũ chen vào một câu. Chờ tới lúc chiến đấu quy mô lớn xảy ra, nơi này sẽ thành sân luyện binh rất tốt. Tuy sẽ có nhiều người chết. Lâm Hải Phong gật đầu tán thành. Bảo địa này, dùng xong thì sẽ làm cho cấp bậc của chức nghiệp giả của quân đội tăng lên nhiều. Sau khi hiểu rõ tình hình chung, Văn Vũ cũng không muốn tiếp tục ngồi đây nữa, chào hỏi Lâm Hải Phong rồi trực tiếp bước ra ngoài. Lúc này, Lâm Hải Phong cũng không nói thêm gì. Ông ta chỉ muốn đưa Văn Vũ tới đây, Văn Vũ tự nhiên sẽ phát huy tác dụng mà Lâm Hải Phong mong muốn. Bất luận Văn Vũ có nghe chỉ huy hay không? Người trong pháo đài cơ bản không nhiều, có thể đa phần quân nhân đều có nhiệm vụ, pháo đài nạc đại vô cùng trống trải. Văn Vũ đi loanh quanh trong pháo đài vài lần trước, rồi mới chậm rãi đi ra khỏi pháo đài. Bên ngoài, người bảo vệ thực hiện nghi thức quân đội với Văn Vũ, cũng không có những bước phức tạp như kiểm tra thân phận đại loại vậy chậm rãi bước trên con phố rộng rãi văn vũ giống như đi dạo một vòng chậm rãi quan sát thành phố một thành phố nhỏ hàng trăm người tới giống như một giọt nước trong đại dương cơ bản không cách nào lật đổ bất kỳ biến cố nào nhìn thấy những con phố có bố cục giống hệt nhau lại thấy những ngôi nhà sắt giống nhau văn vũ trực tiếp đi tới cửa một căn phòng nhẹ nhàng ấn tay nắm cửa phòng cửa phòng trực tiếp mở ra rất rõ ràng mấy căn phòng trống rỗng này đều có thể tùy ý sử dụng quan sát sơ qua cách bố trí của căn phòng giường bàn ghế đẩu sau đó thì hết rồi có thể đây chỉ là một nơi được thiết lập cho chức nghiệp giả nghỉ ngơi nên không thể yêu cầu nhiều hơn văn vũ quay người rời khỏi căn phòng đi tới phòng bên cạnh cách bày trí y hệt nhau cho nên chọn căn nào thì thực tế cũng đều như nhau cả thôi văn vũ hơi nhún vai trực tiếp mở hồn cảnh. Hai vòng sáng màu tím, một bên trái và một bên phải, Tinh và Độc Nhãn trực tiếp nhảy ra khỏi hồn cảnh, sau đó tiến vào một nơi quen thuộc trên người của Văn Vũ. Độc Nhãn trong lòng Văn Vũ, Tinh nằm trên đầu cậu. Từ những không gian lấy ra một ít đồ dùng cần thiết hàng ngày, đơn giản trang trí phòng, Văn Vũ trực tiếp ngồi trên ghế đẩu và nói: "Can đo, ông có đó không?" "Có, trình tự số 2." Văn Vũ vừa nói xong, người bảo vệ bảo địa tên can đo lập tức đáp lời dao động không gian trước mặt can đo mặc áo choàng đen bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt văn vũ can đo thực hiện nghi lễ kỳ quái với văn vũ rồi chậm rãi lên tiếng có chuyện gì sao văn vũ gật đầu chỉ vào căn phòng này phòng ở đây đều là như vậy sao đúng vậy trừ pháo đài trung tâm thì đều là như vậy văn vũ gật đầu tỏ ý mình đã hiểu Bản thân Văn Vũ tuyệt đối sẽ không từ chối việc đạt được điều kiện sống tốt hơn, nhưng ngoại trừ pháo đài trung tâm, những nơi còn lại đều giống như y hệt nhau nên cậu sống ở đâu cũng không quan trọng. Văn Vũ im lặng một lúc, sau đó lên tiếng. Lúc nãy tôi nghe Lâm Hải Phong nói, ông có thể đạt được khen thưởng khác tại nơi này phải không? Can đo gật đầu, sau đó nhẹ nhàng vẫy vẫy cánh tay, một thứ giống như danh sách nữa trong suốt xuất hiện trước mặt Văn Vũ. Bảo địa này, gọi là Sơn Sang Ma, vốn dĩ quy mô của bảo địa thuộc về bảo địa siêu cấp. Hơn nữa lối vào bảo địa không những chỉ có một, nhưng theo yêu cầu của quân đội nước này, tôi đã đóng hoàn toàn các lối vào khác, chỉ để lại lối vào này. Ở đây, trừ việc giết ma vật có thể đạt được điểm tích lũy và ma tinh trong não, còn có thể đạt được điểm số săn ma. Ma vật cấp 00 không, không cung cấp điểm săn ma, ma vật cấp 1 tích được 1 điểm, ma vật cấp 2 tích được 10 điểm, ma vật cấp 3 tích được 100 điểm, ma vật cấp 4 tích được 1000 điểm, ma vật cấp 5 tích được 10.000 điểm. Phương pháp tính điểm này không nhìn vào thực lực cá nhân mà chỉ nhìn vào cấp bậc. Văn Vũ bèn gật đầu, điều này có nghĩa là giết chết một ma vật của đỉnh phong cấp 3 và một ma vật sơ kỳ cấp 3, thực tế có thể đạt được điểm số săn ma như nhau. Còn có ma vật cấp 5 thì sao? Can đo gật đầu. Không loại trừ khả năng này, vì đám ma vật này không phải chúng tôi nuôi dưỡng, mà là thoát ra từ cánh cổng ma giới Chủ nhân đã kiểm soát chất lượng của ma vật chuyển vào cánh cổng ma giới, nhưng giảm xuống mức thấp nhất là cấp 5. Hiểu rồi. Văn Vũ gật đầu, sau đó ánh mắt lại nhìn sang danh sách trao đổi. Vật phẩm trên đó khá là sang trọng. Nhiều cấp độ vật phẩm bảo vệ, nhiều loại thuốc trị liệu khác nhau, Văn Vũ thậm chí còn nhìn thấy nhiều loại vật phẩm hoặc vũ khí trang bị trên cấp S. Khoan đã. Khi Văn Vũ càng nhìn lên trên, cho đến khi cậu nhìn thấy một vật phẩm Hắc chi thư, quyển triệu hồi hấp thu linh hồn, bộc phát sức mạnh hắc ám, quyển triệu hồi hắc chi thư có sức mạnh đáng sợ triệu hồi người chết. Yêu cầu trao đổi 300 vạn điểm san ma. Thấy yêu cầu này, đôi lông mày của Văn Vũ co giật dữ dội. 300 vạn điểm san ma chính là tương đương 300 ma vật cấp 5. Hít một hơi thật sâu, Văn Vũ hỏi vấn đề cuối cùng. Trong bảo địa này, nhiệm vụ chỉ là giữ thành phố thôi sao? Nghe câu hỏi của Văn Vũ, can đo lắc đầu. Vốn không phải như vậy, trên thực tế nhiệm vụ cuối cùng của bảo địa này là hủy thành trì đối diện do ma vật chiếm đóng. Lúc thành trì đối diện bị hủy thì sẽ nhận được khen thưởng siêu cấp của chủ nhân cung cấp, nhưng điều này rất khó. Vì năng lực truyền tống của cánh cổng ma giới cực kỳ khủng khiếp. Hơn nữa, một trong hai thành trì bị phá hủy, bảo địa này sẽ đóng lại mãi mãi. Nghe Candor nói vậy, Văn Vũ gật đầu. Không còn chuyện gì nữa, cảm ơn. Chuyện tôi nên làm thôi. Can đo lịch sự gật đầu, sau đó ông ta dần dần mất bóng. Quay đầu nhìn căn phòng nhỏ của cậu, Văn Vũ dọn dẹp sạch sẽ. Chủ yếu là trải chăn, ga giường, sau đó cậu cầm lấy chìa khóa đang treo trên cửa phòng, đi ra ngoài. Tính từ ngày mặt thế cho đến hôm nay thì đã hơn 70 ngày rồi. Khoảng 100 ngày nữa thì cánh cổng ma giới sẽ mở ra. Trước đó Văn Vũ phải chắc chắn rằng sức mạnh của cậu sẽ được củng cố và tăng nhanh hơn. Cho dù không được tới chức nghiệp giả cấp 6 thì nhất định cũng được cấp 5. Hơn nữa khi linh hồn đạt tới cảnh giới thứ 5 thì phải khế ước với một con thuần thú chủng. Thật sự Văn Vũ rất hâm mộ lực lượng thần thú chủng. Cho nên phải nhanh lên. Văn Vũ thở dài trực tiếp đóng cửa lại. Trong thời gian sắp tới, chỗ này sẽ là nhà của cậu. Lúc này độc nhãn đã trở nên to lớn hơn, Trực tiếp bước vào hình thái chiến đấu. Tinh thì lơ lửng trên đầu, Văn Vũ nhảy lên lưng độc nhãn, chạy nhanh ra khỏi thị trấn. Ba ma vật cấp 4, chỉ một mình Văn Vũ là được rồi. Lâm Hải Phong đứng trên lầu nhìn Văn Vũ cưỡi con chó lớn chạy ra ngoài, khẽ thở dài. Phương Văn Hải đứng bên cạnh anh ta lại có chút khó chịu. "Tư lệnh Lâm, tôi nghĩ để cho Văn Vũ đối mặt với đối thủ có thực lực khác thì tốt hơn." Nghe Phương Văn Hải nói như vậy, Lâm Hải Phong lắc đầu anh không hiểu, thời gian này anh luôn ở chỗ này cho nên anh không hiểu rõ thực lực của cậu ta." Phương Văn Hải nhíu mày. "Trình tự số 2 có thể mạnh hơn cậu ấy, nhưng cho dù mạnh đến cỡ nào thì đối mặt với những con ma vật này thì anh ta cũng như đưa đồ ăn tới miệng nó mà thôi." Từ giáo dục và kinh nghiệm của Phương Văn Hải, không có riêng một cá nhân nào có thể quyết định thắng thua của một cuộc chiến. Lâm Hải Phong lắc đầu, buồn rầu nói. "Vậy anh chờ xem, trong thế giới này chính những cá nhân có lực lượng mạnh mẽ như vậy mới có thể quyết định vận mệnh của chiến tranh. Thế giới thay đổi, cho nên phương thức chiến đấu cũng đã bắt đầu thay đổi. Vẻ mặt Phương Văn Hai không chút thay đổi nhìn Độc Nhãn chạy càng lúc càng xa, không biết anh ta đang suy nghĩ gì. Tốc độ của Độc Nhãn rất nhanh, nên chưa tới 3 phút nó đã chạy ra khỏi thị trấn. Ánh vào tầm mắt là một vùng hoang vu, cát vàng mênh mông. Thấy cảnh này Văn Vũ nhíu mày, Ngược lại hoàn cảnh bảo địa trong chiến trường thì tốt hơn, không có vật gì che đậy, địa hình cũng rất bằng phẳng. Nhưng đáng tiếc, hoàn cảnh tương tự lại có ý nghĩa khi tìm phương hướng, sẽ càng trở nên cực đoan hơn. Nhưng những thứ này lại là vấn đề nhỏ với văn vũ. Chỉ huy độc nhãn chạy về phía trước, tinh thỉnh thoảng bay lên thăm dò phương hướng. Giả thú có năng lực phân biệt phương hướng mạnh hơn nhân loại rất nhiều, càng không nói tới động vật biến dị cấp 4 và thuần thú chủng cấp 4. Trong tình huống như vậy, Văn Vũ dẫn theo hai hồn sủng chạy nhanh về phía trước. Mục tiêu chỉ có một ma thành. Chưa tới 10 phút, những mảnh nhỏ màu xanh lá cây ở phía xa đã xuất hiện trong tầm mắt của Văn Vũ. Với thị lực siêu mạnh của cậu, Văn Vũ có thể đoán được thân phận của những người này là quân nhân. Văn Vũ nói với độc nhãn. Đuổi theo. Những người phía trước không có thị lực tốt như Văn Vũ nên cho đến khi khoảng cách hai bên kéo gần lại phân nửa, lúc này đối phương mới nhìn thấy bóng dáng của độc nhãn vừa nhìn thấy những quân nhân đó có chút rối loạn dù sao động vật biến dị không thể vào bảo địa mà đối phương lại mơ hồ đến gần họ chỉ cách có mười mấy mét đây chắc chắn không phải là nhân loại thì chỉ có ma vật có điều rối loạn không được bao lâu thì bóng dáng của độc nhãn đã rất nhanh đến gần họ lúc này các quân nhân mới nhìn rõ hình như nó là một con chó động vật biến dị có thể xuất hiện ở trong bảo địa chỉ có một con duy nhất nhìn những quân nhân đang chào cậu theo cách của quân đội văn vũ nhảy xuống khỏi lưng độc nhãn mấy người đang làm gì chúng tôi là tiểu đội của đội đặc nhiệm trinh sát vừa rồi chúng tôi nhận được tình báo về ma vật nên chuẩn bị quay về căn cứ văn vũ gật đầu tình báo gì thế mấy người quân nhân kia có chút do dự cuối cùng vẫn nói ra dù sao cánh cửa đi vào bảo địa đã được quân đội bảo vệ nghiêm ngặt khống chế trong tay nên người ngoài rất khó đi vào dù những cường giả trước mặt họ chưa từng gặp qua nhưng có thể đứng ở trong này thì nhất định đã được quân đội cho phép cũng là người của quân đội số lượng ma vật trong thị trấn không ngừng tăng lên hơn nữa còn xuất hiện một con ma vật tứ cấp một tiếng trước ma vật đã phân chia đội để ra khỏi thành tìm kiếm vị trí của chúng ta cho nên những binh lính ở tiền tuyến đã bắt đầu rút lui nghe xong tin này văn vũ gật đầu những quân nhân này cũng rất chuyên nghiệp chỉ trong một tiếng mà đã có thể gửi đến tin tức trong thị trấn ra ngoài có lẽ có cách truyền thông tin đặc biệt mấy chuyện này văn vũ cũng không hỏi kỹ cậu nhìn lướt qua mọi người chỉ đại vào một người trong đó anh anh đi theo tôi tôi cần anh nói lại tình báo cho tôi biết mấy người trở về cứ nói anh ta bị văn vũ kêu đi tôi đảm bảo sẽ bảo vệ anh ta an toàn vâng đội trưởng mấy người quân nhân cũng không chần chờ lập tức nghe theo chỉ thị của văn vũ Người quân nhân được Văn Vũ chỉ ra, cẩn thận leo lên lưng của độc nhãn, ngồi xuống. Văn Vũ gật đầu về phía những người còn lại, kêu độc nhãn tiếp tục đi về phía trước. Đến khi nhìn không thấy những quân nhân đó, Văn Vũ mới cẩn thận quan sát người lính ngồi sau lưng cậu. Người này còn nhỏ tuổi, chỉ không đến 20. Khóe miệng vẫn còn mọc những sợi lông tơ, nhưng cậu ta mặc quân phục trên người nhìn vẫn rất có tinh thần. Thực lực cấp 3 trung kỳ vẫn còn yếu ớt trong mắt Văn Vũ, nhưng chắc chắn là tinh nhuệ ở trong quân đội văn vũ gật đầu nhìn về phía chức nghiệp giả đang có vẻ bối rối lo sợ này hỏi cậu tên gì chàng trai trẻ vừa nghe văn vũ hỏi lúc này mới đứng lên chào theo nghi thức quân đội rồi mới trả lời báo cáo đội trưởng tôi tên triệu minh minh là đội viên của văn vũ vẫy tay cắt ngang lời giới thiệu của cậu ta không cần nói nhiều với tôi như vậy bây giờ nhiệm vụ của cậu là đi theo tôi là bản đồ sống và liên lạc tình báo rồi nói tôi biết vâng đội trưởng thái độ của cậu ta rất tốt có lẽ hiệu quả của việc huấn luyện của quân đội không nhỏ cậu có sợ chết không im lặng vài giây văn vũ mới hỏi tiếp không sợ thưa đội trưởng từng văn vũ nhìn gương mặt kiên định của cậu ta nói tôi có thể bảo đảm an toàn cho cậu nhưng một lát cậu vẫn phải thông minh một chút vâng quan lớn. Triệu Minh Minh lấy hơi nói to. Văn Vũ gật đầu. "Thả lỏng đi, tôi không phải quan lớn gì cả, còn nữa, trên người cậu có bộ đàm đúng không?" "Có thư quan lớn." Triệu Minh Minh vừa trả lời, vừa lấy một thiết bị liên lạc màu trắng bạc từ trong túi quân phục của mình ra. Thông báo với đội trinh sát tiền tuyến, yêu cầu họ báo cáo vị trí và đường đi của ma vật, cả số lượng nữa. Triệu Minh Minh gật đầu, lập tức mở bộ đàm ra một lát sau triệu minh minh nói báo cáo quan lớn đã điều tra xong tình hình và đường đi của ma vật triệu minh minh nói xong cậu ta lấy một tấm bản đồ từ bên trong quân phục ra và một thứ đồ giống như la bàn giải thích với văn vũ bây giờ quân đội đã biết có bốn con ma vật cấp bốn hôm nay bốn con ma vật cấp bốn này chia nhau dẫn dắt nhiều ma vật xuất phát từ bên trong ma thành bắt đầu đi về hướng này triệu minh minh chỉ vào vị trí trung tâm trên bản đồ ma vật rất nhiều, hơn nữa theo quan sát của chúng tôi, có lẽ bên trong quân đoàn ma vật có cách liên lạc đặc biệt để truyền tin. Ngoài ra, toàn bộ phạm vi 100 km bên trong ma thành đã bị ma tộc giám sát. Nghe Triệu Minh Minh nói xong, Văn Vũ gật đầu, trực tiếp nói. Chỉ rõ phương hướng, trực tiếp đưa tôi đến nơi đám ma vật ở gần đây nhất. Vâng, thư quan lớn. Triệu Minh Minh trao đổi với đồng đội phụ trách tình báo trước, sau đó chỉ tay vào bản đồ chính là ở đây văn vũ gật đầu vậy thì lên đường đi giữ liên lạc liên tục với phía bên trinh sát để chúng ta có thể điều chỉnh phương hướng kịp thời nghe xong câu này lúc này triệu minh minh mới phản ứng lại chuyện đó quan lớn chúng ta đi giết chúng văn vũ lạnh nhạt nói nhưng phục tùng mệnh lệnh vâng thưa quan lớn đối với những binh lính này mệnh lệnh của quan lớn cao hơn tất cả vì vậy mà dù triệu minh minh không biết thực lực thật sự của văn vũ cậu ta vẫn phải phục tùng mệnh lệnh của văn vũ cho dù ở trong mắt của triệu minh minh hành động này rõ ràng là đi tìm cái chết diện tích một trăm nghìn km vuông khá lớn với tốc độ của độc nhãn bình thường cũng phải mất mấy ngày mới có thể từ thành của con người đến ma thành văn vũ cũng không vội vàng chỉ ngồi trò chuyện với triệu minh minh trên cái đầu khổng lồ của độc nhãn từ cuộc trò chuyện qua loa văn vũ cũng hiểu tình hình trên chiến trường hiện nay quân đội đã phát hiện vị trí của ma thành trước một bước nhưng ma tộc vẫn chưa điều tra được vị trí của quân đội nhưng chỉ là bây giờ thôi số lượng ma vật càng ngày càng nhiều sớm muộn gì thì khu vực nhỏ bé này cũng sẽ bị ma vật ùn ùn phủ kín đến lúc ấy tất cả các sinh vật trên chiến trường đều không có chốn dung thân hơn nữa triệu minh minh cũng khá là bi quan với kết quả trận chiến lần này như Triệu Minh Minh từng nói, số lượng ma vật từ ba cánh cổng ma giới có thể nói là khủng bố. Bình quân mỗi một ngày, sẽ có hơn 500 con ma vật cấp 3 ra khỏi cánh cổng ma giới, chỉ vậy thôi cũng đã đuổi kịp số lượng chiến sĩ trong bảo địa lúc này. Càng không cần phải nhắc tới đám ma vật cấp thấp đang kéo tới ùng ùng. Hơn nữa, dưới sự hướng dẫn của ma vật cấp 4, bây giờ quân đoàn ma vật đã bắt đầu lục soát. Chiến tranh đã gần trong gang tất. Văn Vũ cũng không có bất kỳ phản ứng gì với chuyện này. Chiến tranh hay không, thắng bại hay không, cũng không liên quan đến Văn Vũ. Mục đích Văn Vũ tới nơi này chỉ có một, giết. Giết sạch đám ma vật trong tầm mắt. Có lẽ bây giờ trong lòng Văn Vũ còn đang chê đám ma vật này quá ít. Bên trong bảo địa này không có mặt trời, nhưng bầu trời vẫn liên tục tỏa ra ánh sáng trắng. Như Triệu Minh Minh từng nói, nơi này không phân biệt được ngày và đêm hơn nữa nhiệt độ cũng không tệ. Môi trường bên ngoài rất công bằng, dù là với con người hay ma vật, đây đều không phải là nơi có thể lợi dụng, hoặc có thể chiếm làm ưu thế. Có lẽ ý của Triệu Minh Minh chính là nhắc nhở Văn Vũ, dùng mấy thứ như cạm bẫy gì đó để săn bắt ma vật là hoàn toàn không khả thi. Văn Vũ chỉ nhún vai. Gần 10 tiếng đồng hồ, độc nhãn dưới thân truyền sóng tinh thần cho Văn Vũ. Lão đại, đã ngửi thấy mùi rồi. Văn Vũ khẽ gật đầu một cái, sau đó vỗ Triệu Minh Minh đang ngủ gật trên người độc nhãn. Triệu Minh Minh bị Văn Vũ đánh thức nhất thời giật mình một cái, rồi lập tức tỉnh táo lại. Thấy cảnh này, Văn Vũ không khỏi gật đầu. Những chiến sĩ quân đội này phản ứng rất nhanh, năng lực thích nghi với hoàn cảnh cũng tương đối mạnh. Nhìn chung thì tố chất tương đối khá. Thấy Triệu Minh Minh lập tức đứng thẳng người, Văn Vũ trực tiếp nói. Đã bắt được một nhóm ma vật, bây giờ cậu đi xuống trước, cậu làm gì tùy cậu nấp tại chỗ cũng được đi lên xem cũng được chờ tôi xử lý xong đám ma vật này sẽ đi theo mùi tìm cậu nghe thấy văn vũ nói vậy triệu minh minh lập tức chào theo nghi thức quân đội lớn tiếng thét lên vâng quan lớn văn vũ nhất thời bất đắc dĩ khoảng thời gian tiếp xúc này mỗi lần triệu minh minh nói chuyện cuối câu đều thêm hai chữ quan lớn vào đừng gọi tôi là quan lớn nữa tôi không phải quan lớn của cậu Vâng, quan lớn. Cuối cùng Văn Vũ cũng hiểu, tên nhóc này nói dễ nghe thì là trung thực, nói khó nghe thì là cố chấp, vừa mới tòng quân không lâu, đã bị quy củ nghiêm ngặt của quân đội huấn luyện thành máy móc. Cẩn thận một chút. Văn Vũ nhắc nhở một tiếng, sau đó chỉ huy độc nhãn, bắt đầu hành động. Bắp thịt trên bốn chân của độc nhãn phồng lên, sau đó là một sức mạnh khổng lồ. Lúc trước lần theo dấu vết, tốc độ của độc nhãn rất chậm. Dù sao thì đi với tốc độ cao sẽ tiêu hao thể lực quá lớn. Còn bây giờ đã biết được vị trí của kẻ địch, độc nhãn lập tức tấn công. Mặt đất kiên cố bị độc nhãn dẫm thành bốn cái hố to đùng, độc nhãn lao đi giống như tên lửa. Trong nháy mắt, tiếng đổ vang lên không trung, từng đợt khí cản lao ra xung quanh theo tốc độ của độc nhãn. Tốc độ của độc nhãn vượt qua cả tốc độ của âm thanh. Sắp đến rồi, chậm một chút đối mặt với tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh của độc nhãn gió cấp chính phả vào mặt văn vũ lập tức nắm lấy lỗ tai độc nhãn để giữ thăng bằng ngao ngao lão đại cậu để tôi xông lên đi văn vũ tàn nhẫn nhéo lỗ tai độc nhãn một cái mày cũng là đồ cố chấp triệu minh minh ở phía sau thấy độc nhãn lấy hết tốc lực lao về phía trước một lúc lâu sau vẫn còn do dự đi theo rất rõ ràng tên nhóc này muốn xem tình hình chiến đấu một chút hoặc cũng có thể là kịp thời thông báo tin văn vũ chết với bộ chỉ huy. Ở phía trước độc nhãn không xa, một đám ma vật đang từ từ di chuyển. Nói là từ từ chỉ bởi vì phải chăm sóc một số lượng lớn má vật cấp thấp. Dẫn đầu, một con ma vật bò cao gần 8 mét không ngừng vung chiếc rìu chiến bằng xương trong tay, mồm cứ trống lên từng mu, không biết là đang nói gì. Cùng với động tác của con ma vật bò, những ma vật cấp thấp phía sau lao về phía trước với sức mạnh kinh hoàng. Lúc Văn Vũ cưỡi độc nhãn nhìn thấy đám ma vật này, con ma vật bò cấp 4 cũng nhìn thấy Văn Vũ. Con ma vật bò phát ra tiếng trống kinh thiên động địa. Theo sau tiếng trống điên cuồng của nó, cả đội hình quân đoàn ma tộc bắt đầu thay đổi. Phía sau những con ma vật cấp thấp di chuyển đôi chân ngắn gào thét xông về phía con ma vật bò chỉ. Đó chính là vị trí của Văn Vũ. Đáng tiếc, mấy tên này không có thị lực của sinh vật cấp 4, thậm chí không rõ đại khái phương hướng của Văn Vũ. Vì vậy trông thì có vẻ như một đám ma vật đang ùng ùng kéo đến rất khí thế, nhưng lại rất lộn xộn. Văn Vũ nhìn chầm chầm con ma vật bò đứng yên ở phía xa, nhẹ nhàng gật đầu. Số lượng cũng đông. Số lượng ma vật khoảng 10.000 con. Con số 10.000 có vẻ không quá nhiều, nhưng khi đơn vị này dùng để miêu tả đám ma vật nhỏ nhất cũng phải cao bằng nửa người, thì thực sự là một con số khủng khiếp. Một đám quái vật đen xì, gầm rú xông về phía của Văn Vũ, tốc độ có chậm có nhanh, mặt đất cả một vùng đều bị chấn động, với ánh mắt của Văn Vũ, thậm chí còn có thể nhìn thấy sỏi đá trên mặt đất trung chuyển. Tinh, bay đến kia giết chết con ma vật bò. Theo lệnh của Văn Vũ, tinh trên đầu Văn Vũ bay lên, sau đó cơ thể lập tức to lên. Trong nháy mắt, một con ma long đáng sợ dài 20 mét, duỗi ra đến 30 mét gầm lên sông về phía con ma vật bò cấp 4 trong đám ma vật. Rào! sóng âm cực lớn lập tức giết chết những con ma vật muốn chặn đường bay của tinh xung quanh, tinh giống như một tinh băng màu đen, khoảng cách ngắn khoảng 10.000 10 mét, chưa đầy một phút tinh đã bay qua. Ma vật bò nhìn sinh vật càng ngày càng to trước mặt, trong mắt nhanh chóng xuất hiện tia máu. Cùng bạo, cấp B, kỹ năng chủ động sau khi chủ động kích hoạt, trong vòng một phút, thể chất cơ thể tăng 30%, sau khi thời gian kỹ năng kết thúc, sẽ bước vào giai đoạn suy nhược 30 phút, thể chất cơ thể giảm còn một nửa ban đầu, giai đoạn suy nhược kết thúc có thể tiếp tục kích hoạt kỹ năng. Kỹ năng có tính thực tế cao, chuyên dùng để chiến đấu vì sự sống, có lẽ cảm nhận được năng lượng khủng khiếp trên người tinh, ma vật bò không chút do dự kích hoạt kỹ năng. Sau đó, một tiếng gầm lớn vang lên từ trong miệng nó, ma vật bò vung triều chiến chém về phía đầu của tinh. Đinh Tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên chói tai, dưới phản xạ thần kinh của tinh, chiến triều của ma vật bò bị móng vuốt của tinh chặn lại sau đó ngón tay của tinh nhẹ nhàng dùng sức, cong lại, búng một phát. Sức mạnh cực lớn khiến chiến rìu trong tay ma vật bò lập tức biến dạng, chiếc rìu cứng chắc trực tiếp bay ra khỏi tay, còn cơ thể của ma vật bò cũng bị lực tấn công cực mạnh làm cho loạn choạng. Sau đó liền nhìn thấy một cái miệng lớn đầy những chiếc răng sắc nhọn phủ xuống. Rắc rắc. Máu bắn tung tóe. Ma vật bò cấp 4 trước mặt tinh, kỹ năng còn chưa khởi động hoàn toàn, thậm chí không đỡ được chiêu nào, đã bị tinh cắn đứt đầu. Còn tinh lúc này vừa mới kết thúc động tác lao xuống, giống như một quả đại bác khổng lồ, trực tiếp phá hủy mặt đất. Khói bụi khủng khiếp bay khắp nơi, khiến những cục đá giống như những viên đạn bắn vào đám ma vật cấp thấp xung quanh thành cái sàn. Quy lực của ma long chính là khủng khiếp như này. Phía xa, Văn Vũ nhìn thấy tinh đang đứng bên cạnh xác chết của ma vật bò thỏa thích bộc lộ niềm vui chiến thắng của mình, bất lực lắc đầu. Tinh có một cái tật là luôn thích đứng bên cạnh thi thể của đối thủ ngửa cổ lên trời gầm rú. Mà đã gào lên là phải mất cả chục giây. Đây là một tật xấu, phải sửa. Văn Vũ vỗ nhẹ đầu độc nhãn, trực tiếp xoay người nhảy xuống đất. Còn độc nhãn cũng đói không chịu được nữa rồi. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.